lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm qua chúng ta đã nghe phần 1 tập truyện rất là hay của tác giả Huy Rùi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe phần 2 cũng chính là phần kết của câu chuyện này dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Và câu chuyện này thực sự rất đặc sắc. Càng về cuối thì Thuận thấy nó càng hấp dẫn, nó càng hay. Tác giả uh, nói về một cái chủ đề mà Thuận tin rằng tất cả chúng ta đều rất là quan tâm. Và cái chủ đề cốt lõi mà tác giả muốn hướng tới trong câu chuyện này là gì? Mời tất cả quý vị nghe hết toàn bộ phần 2 của câu chuyện thì chúng ta sẽ hiểu nhé. Hắn hoảng hốt kinh hãi té ngửa về sau lăn mấy vòng. Lúc sau thì đứng bật dậy mà tìm xem xung quanh coi kẻ kia có nấp ở đâu đó không. Nhưng đôi mắt hắn ở đây không thấy gì ngoài những làn khói mờ ảo vội đi tới lai bạn mình dậy thằng lũ người nồng nặc mùi rượu rồi lè nhè cái xong gì vậy để tao ngủ coi hắn đưa tay tắt mạnh vào mặt lũ chát chát liên tục tát mấy cái nhưng lũ vẫn ngủ như chết hắn quay tới quay lui thì chộp lấy chai rượu đập choàng vào tảng đá gần đó khiến thằng lũ giật mình mà mở mắt gì vậy gì vậy lúc này hắn đi tới run run mà chỉ tay về hướng cái huyệt lũ lũ cái xác cái xác lũ đang còn trong cơn mớ ngủ nó ngáp dài một hơi đưa tay vươn vai Ai, cái xác sao thì nó vẫn nằm đó chứ mất đâu mà sợ hắn đưa tay kéo mạnh thằng lũ tới mà chỉ xuống dưới cái xác vẫn còn mà 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 mất cái đầu rồi lũ nghe nói vậy thì trợn mắt như tỉnh rượu há hốc mồm rồi đưa hai tay vịn chặt vào vai sang cái gì cái gì lúc này hắn hất cảm ra hiểu lũ mếu máu run run mà từ từ quay lại đưa mắt nhìn xuống dưới thét giật bắn mình rồi hét lớn lên vừa hét nó vừa nhảy đong đong trời ơi quỷ quỷ cứu tôi quỷ cứu tôi quỷ chó ăn đầu quỷ chó trời ơi mất cái đầu rồi Mất cái đầu rồi Nó hoảng sợ tới mức không biết mình đang nói gì Thấy vậy sang mới lao tới giữ lũ lại Rồi đưa tay bịt chặt cái miệng nó Để nói như ra lệnh Trời ơi, mày điên hả Im im lên cho tao Lũ bị sang giữ chặt thì run lên bần bật Nó tẻ luôn ra ngoài quần Mà trợn hai mắt nhìn ra sau Sang suyệt suyệt rồi chấn an thằng lũ Mày im ngay La lên cho cái xóm này biết Thì tao với mày không có yên thân đâu im ngay Một lúc sau thấy lũ bình tĩnh bớt phần nào Hắn mới từ từ buông lỏng tay mình ra Lũ nuốt nước bọt ưng ực Vội ngồi xổm dậy Rồi từ từ bỏ tới đưa mắt vào Trong cái quan tài một lần nữa Rồi lại thụt người ngồi co do Ôm lấy hai gối run bần bật Chó, 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 cho ăn hả? Cho ăn hả? Sang lúc này hít một hơi thật dài Rồi từ từ thở ra khuôn mặt đăm chiêu rồi liếc mắt như đang toàn tính điều gì đó hắn quay sang nhìn lũ rồi lên tiếng tao không biết hắn đun đun đi tới nhìn vào cái xác một lần nữa nhìn thấy cái cổ có một vết cắt phẳng xuống hắn nhận ra có điều khác thường liền ngồi sụp xuống từ từ đưa cái đầu mình kề sát xuống dưới mà nhìn cho kỹ không phải không phải chó ăn đây là vết dao chặt Hắn ngồi bật dậy rồi run run nhìn lũ Là ai đó đã tới dùng dao chặt đầu bà ta Lũ nghe vậy Thì bỏ tới đưa mắt nhìn vào trong một lần nữa Thì cái mùi hôi thối kia lập tức sọc vào mũi Khiến nó nôn ẻ ra Ôm chặt lấy chân sang Mà méo máu Giờ làm sao ừ, Làm sao Sang thở hát một hơi Rồi ngồi sụp xuống nói nhỏ Chuyện này chỉ tao với mày biết tạm thời đậy kín cái quan tài lại sáng mai là ngày thứ ba rồi sáng mai lấp đất trước rồi tao với mày đi tìm cái đầu kia sau được không lũ ngớp mắt nhìn hắn rồi hỏi với vẻ mặt hoang mang tìm thế đéo nào được thì tao dùng đôi toàn định nói sẽ dùng đôi mắt âm dương nhờ vật ma quỷ để giúp đỡ nhưng hắn khựng lại chuyện này hắn lại muốn giữ bí mật cho riêng mình Thấy hắn đang nói thì ấp úng Thằng lũ bèn hỏi lại Dùng gì? À, à, khở không Để tao tìm cách Thôi, đẩy cái nắp quan lại trước đã Nhanh đi trời gần sáng rồi Dứt lời hắn vội lao tới run run Khiến cái nắp quan tải lên Rồi quay sang hối thúc lũ Thấy vậy lũ cũng nhanh chân tới Hỉ hục cả buổi Hai thằng mới làm cho mọi thứ trở về vị trí ban đầu Ngồi vật ra mà thở hồng hộc thì hắn cảm giác phía sau mình Có thứ gì đó Lập tức quay lại Chết mẹ rồi Hắn vừa thốt lên Thì lũ cũng quay lại Thì thấy ba con chó tinh đang đứng cầm cừ Nhìn hai người bằng đôi mắt đỏ chót Nhìn chằm chằm về phía cả hai Nó giật mình ngồi bật dậy Lùi hùi tìm thứ gì để thủ thân Trong mắt sang Nhìn rõ ba con chó này Thoát ra oán khí nhiều vô số kể hai bên im lặng nhìn chằm chằm vào đối phương tim hắn đập lên thỉnh thịch đang chờ đợi những điều xảy ra tiếp theo lúc này bỗng một con chó to lớn nhất bước lên miệng nó cạm một bàn tay mà hất văng về phía sang sau đó thì nhe hàm răng cầm cửa một lúc rồi quay người rời đi mất hút sau những ngôi mộ đằng xa dưới đôi mắt âm dương của mình hắn rụng rời tay chân khi nhận thấy sau bóng lưng ba con chó này là hai người đàn ông đen như than, tướng cao to như hộ pháp đang bước đi theo sau. thấy cái tay kia vẫn còn nguyên vẹn nằm dưới đất, thì lũ đi tới nhìn nhìn rồi thốt lên: là 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 cái tay lần trước chúng nó cặm đi mà. chợt mông lũ nhói lên cho vết thương lần trước bị ba con chó kia cắn, thì hắn suýt xoa. lúc này sang mới từ từ đi tới rồi quay qua nói với lũ: đào lên. Lũ nghe sang nói thì hoang mang Đào Đào cái gì Thì đào lên chôn cái tay kia vào chứ sao nữa Nghe vậy lũ trợn tròn mắt Vẻ mặt mệt mỏi lầm bầm trời Bà mẹ nó, Sao nó không ăn mất mẹ cho rồi Đem trả lại chi vậy Nói đoạn Hai thằng hì hục đào đất lên Rồi chôn cái tay người phụ nữ kia vào trong Sau đó thì lấp đất trở lại Trời dần hửng nắng Nhỏ ngồi co ro trong góc phòng Nhìn chằm chằm về cái chậu cây kia Ánh mắt thất thần vì thiếu ngủ của nó Khiến cho khuôn mặt trở nên phở phạc Hai mắt nó lim dim toàn nhíu lại Thì Cộp, cộp, cộp Nó giật mình nhướng cái mí mắt lên Thì thấy một cái bóng người đàn ông cao lớn Đang đi qua đi lại trong phòng mình Nó hốt hoảng đứng bật dậy Thì người đàn ông kia đã lập tức biến mất Trong đầu hắn vang lên một giọng nói âm vang Gói chặt cái đầu kia lại cho tao Rồi chôn nó vào cái chậu Sau đó thì cút ra bên ngoài để tao làm phép Chiều nay Tao sẽ cho mày trúng số để làm tin Nhỏ sợ mà cả người nó lạnh toát lên Run run bỏ sụp xuống Nhìn thấy cái đầu người đang nằm dưới gầm giường Thì nó lại kinh hãi mà nhăn mặt Rồi từ từ bò vào Rồi thò tay vào định chụp lấy cái đầu lôi ra Thì nó vội thụt tay lại Sau đó thì ngồi xổm dậy với tay cầm lấy cái móc đồ mà từ từ đưa tay vào dùng cái móc khều cái đầu kia lăn ra ngoài cái đầu lăn mấy vòng thì cũng nằm trước mặt nó vội lục lọi khắp phòng mà lôi ra một cái túi ni lông rồi run run cầm lấy cái đầu người mà bỏ vào trong rồi cột chặt hai cái quai lại với nhau nó cũng không biết tại sao hôm nay mình lại dạn tay đến như vậy mùi hôi thối của cái đầu kia bốc ra khiến nó muốn nôn oẹ vội đi tới dùng tay nhổ cái cây kia lên rồi moi hết đất trong chậu ra sau đó lại đặt cái đầu được bọc kỹ trong túi ni nông gọn gàng vào trong chậu thì đặt cái cây kia trở lại rồi tiếp tục lấp hết đất chôn cái đầu bên dưới xong xuôi hết tất cả thì nhỏ vội vàng mở cửa rời khỏi phòng mình không quên đóng chặt cửa lại cái giờ này thì tám ngọc má của nhỏ đã đi làm mộ căn nhà vắng lặng chỉ còn lại mình nhỏ nó vội vàng đi xuống tắm táp thật sạch Nước lạnh làm nó lấy lại phần nào bình tĩnh Thay đồ rồi bước nhanh ra bên ngoài Nhưng hắn không biết được Hai mắt hắn đang từ từ nổi lên Từng sợi cơn đỏ quỷ dị Lũ với Sang trở về sau một đêm mệt nhọc Lũ không dám về nhà mà qua ngủ nhờ nhà Sang Nằm tràn trọc mãi không ngủ được Khiến Sang cảm thấy toàn thân như muốn giã rời Quay sang muốn bàn chuyện gì đó với lũ thì hắn ngao ngán Khi thấy lũ đang ngủ say như chết Hắn ngồi bật dậy Đi thẳng ra đằng sau rồi rửa mặt cho tỉnh táo hẳn Mới đi thẳng sang nhà anh Đạt Để lại lũ ngủ một mình trong nhà Hắn bước ra ngoài Thì muốn nôn ẹ vì cái mùi hôi thối Từ đâu sọc vào mũi hắn Đưa cái mũi khịt khịt Như muốn tìm xem Cái mùi thối kia bắt nguồn từ đâu Một luồng khí đen từ nhà nhỏ phát ra Khiến cho hắn giật mình Tưởng chừng như nhà nhỏ có thứ gì đó đang cháy Toàn hồ hán mọi người dập lửa nhưng rồi hắn khựng lại Làn khói đen kia lúc ẩn lúc hiện Rất mơ hồ trong đôi mắt hắn một lúc rồi biến mất Hắn tiến lại gần Thì cái mùi hôi kia lại sọc vào mũi Khiến hắn không kiềm chế được Mà nôn thốc nôn tháo Lập tức quay người bỏ đi nơi khác Thì cái mùi kia cũng từ từ Mà nhẹ hẳn đi Đứng thật xa mà hít lấy hít để từng đợt không khí trong lành, hắn đưa mắt nhìn về ngôi nhà của Tám Ngọc khó hiểu. Cái gì vậy nhỉ Hắn cũng chưa dám chắc bên trong nhà Tám ngọc có gì Vì từ trước tới giờ Mọi thứ vẫn bình thường Nhưng đến sáng nay thì mọi thứ trở nên khác lạ Khiến hắn cũng không dám chắc việc gì Vội đi nhanh tới nhà anh Đạt Đứng gọi một lúc Thì mới có người đi ra mở cửa Một thằng nhóc độ 6-7 tuổi Từ bên trong chạy ra Thấy hắn thì cười cười Chú Sang hả? Ba mẹ con đi làm mộ rồi Ờ thọ hả? Mày mở cửa cho chú vào thắp cho thằng anh mày cây nhang. Thỏ đưa tay mở cái chốt khóa cổng rồi kéo mạnh nó ra. Sang bước vào trong rồi đi thẳng vào nơi để bàn thờ của hợi. Rút cây nhang mà đứng lầm bẩm khấn vái. Hợi là thằng con trai của anh Đạt chung xóm mộ với hắn. Thằng hợi khi còn sống thì nó nghịch ôi thôi rồi. Trẻ con trong xóm thì đứa nào sang cũng thương như em cháu mình. Hợi ơi hợi, mày có linh thiêng thì tối về cho chú gặp, chú hỏi chút chuyện nha hợi thân vái xong xuôi thì hắn quay ra nói với thằng thọ mấy câu rồi cũng đi ra ngoài hắn bước đi mà ở trong đầu suy nghĩ miên man về những cái giấc mơ mà hắn đã gặp phải những thức kỳ dị mà trước giờ chưa từng gặp qua chợt hắn nhớ ra tám ngọc chỉ có mỗi mình bà biết về việc hắn có đôi mắt âm dương nghĩ đoạn hắn đi nhanh ra khu nghĩa trang định tìm bà tám hỏi chuyện nhưng khi đi đến sát mép đường quốc lộ thì tay hắn chuyển động có một âm thanh e e như tần số lại vang lên, khiến hai tai đau nhói. Một giọng nói thều thào vang lên. Ây, tụi bay, chuẩn bị có bà già đạp xe ngang đây. Tụi bay phụ tao xô bà ta chết, rồi tao lấy cái chân của bà. Còn lại tụi bay muốn chia gì chia. Một giọng nói khác lại vang lên. Mày đủ để đi đầu thai chưa? Bà già đó tuổi gì? Tuổi thìn thìn lớn Được được Thìn lớn thì được Để tụi ta phụ Hắn nghe được những lời nói kia Thì quay lại đưa mắt nhìn xung quanh Hắn run lên bần bật Không lẽ Không lẽ là cái đám oan hồn chết đường lúc tối mình gặp hay sao Hắn đưa mắt tìm xung quanh Thì vẫn không thấy ai Toàn bước tiếp nhưng trong người hắn có chút bứt rứt khó chịu. Biết nơi này sắp có người chết mà bỏ mặc không quan tâm thì cũng không được. Thà rằng mình không biết Chứ mà biết rồi thì sao mà dương mắt nhìn người ta chết oan chết ức Nghĩ là làm Hắn ngồi ỉ luôn bên cái gốc cây ven đường mà chờ Hắn quyết phải cứu được người đàn bà kia khỏi tay bọn oan hồn xô xe kia Hắn hết ngồi lại nằm vật ra bên gốc cây Trời dần về trưa, nắng ngày một gắt Hơi nóng của nhựa đường bốc lên hừng hực Khiến hắn khó chịu Quay đi quay lại thì thấy đã là 2 giờ chiều mẹ nó Hay là mình nghe nhầm Nhưng mà Hắn cũng không hiểu tại sao Mình lại tin vào những điều mơ hồ đó Toàn đứng dậy bỏ về Thì một giọng nói lại vang lên Tới giờ rồi tụi bay Tới giờ rồi Hắn giật mình quay đi quay lại Thấy từ phía dưới dốc Một chiếc xe đạp mua ve chai đang từ từ tiến tới Đôi mắt hắn chớp chớp liên tục Thì hốt hoảng khi nhận ra có vài cái oan hồn từ từ xuất hiện bỏ lết trên đường chúng đang từ từ tiến tới phía chiếc xe phế liều một cái vong khác thì lên tiếng chúng mày giữ bà ta lại tao che mắt thằng tài xế kia lại một cái vong hồn với cái bụng xẹp lép lòi cả đống nội tạng ra bên ngoài đang lơ lửng lướt tới phía đỉnh đèo đưa đôi mắt lên trên cao thì nhận ra có một chiếc xe khách đang bò đèo trên đỉnh Ngài lập tức đứng dậy xỏ nhanh đôi dép lào của mình vào Rồi chạy nhanh về hướng bà già bên dưới Mà hét lớn Ê, ê, phế liệu Phế liệu Vừa chạy hắn vừa đưa hai tay ra hiệu Nghe tiếng kêu thì chiếc xe đạp cũng dừng lại Một người đàn bà chạc tuổi bước xuống nói lớn Hô, bán cái gì đó Hắn không nói không rằng Mà chạy nhanh tới chụp lấy cái xe của bà ta Mà dắt nhanh qua bên kia đường hắn quay lại nói vọng theo đứng đó đợi con tí tưởng hắn chặn đường cướp xe thì bà toang hét lớn ê thằng chó mày cướp xe tao hả hắn vừa dừng cái chân trống xuống thì quay người lao như bay qua lại bên kia đường rồi nắm tay bà ta mà sát đi nhanh qua phía cái xe cướp cái gì mà cướp nhanh lên còn có mớ đồ phế liệu muốn bán nè chờ mãi mới thấy có người mua nhanh lên đi theo con người đàn bà kia rụt tay lại rồi đánh hắn một cái vào vai mày từ từ mô phế liệu thì từ từ làm gì như đuổi vậy trời ơi nhanh đi còn hơn là ma đuổi nữa chứ nói cứ thế hắn dắt bà ta đi khắp cái nghĩa trang vừa đi hắn vừa dòm dòm ngó ngó như đang tìm thứ gì đó đâu rồi ta đâu rồi ta thoáng chốc hắn quay người thì thấy chiếc xe khách kia đã chạy qua hắn nhàn miệng cười cười rồi thở hát một hơi nhẹ nhõm liếc mắt lần nữa thì thấy đám oan hồn kia đang trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn người đàn bà mua phế liệu đi theo hắn một lúc thì mệt muốn đứt hơi thì đã thở không đều lúc này thấy mọi chuyện đã ổn thì hắn quay lại nói ê chắc là cái đống phế liệu của con thằng nào nó trộm mất rồi lúc này người đàn bà kia tức muốn xì khói bà chỉ tay mà chửi hắn một trận thì quay người đi rồi đạp xe đi mất hắn quay sang nhìn đám oan hồn giận dữ nhìn hắn bị tuột mất cơ hội thì cười cười rồi huýt sáo nghênh mặt đi ngang qua chúng lúc này một trong đám oan hồn thốt lên thằng chó dám phá tụi tao hả à? tao cho mày biết tao cho mày biết hắn mặc kệ những lời mà bọn oan hồn kia nói cứ thế mà thong dong bước về nhà rồi thành thơi đánh một giấc thật dài lần này hắn ngủ rất ngon không hề mộng mị những điều ma quái như trước đang say giấc nồng thì lũ từ bên ngoài chạy vào lại mạnh hắn. Sang, 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 dậy, dậy, dậy. Hắn là mở mở mắt, thấy lũ đang ngồi trước mặt thì lờ mở hỏi. Chuyện gì mày? Thằng nhỏ, thằng nhỏ, thằng nhỏ nó trúng số. Nghe vậy thì hắn chợt tính. Ái, thằng nhỏ hả? Trúng nhiêu? Tao nghe nói trúng đầu mười mấy triệu. À, đã vậy. Chuyện này nó đái nhậu không đá thì thôi đó. Dứt lời, hai thằng bật dậy rồi đi sang nhà thằng nhỏ để chung vui. Nhưng khi đến cửa thì cái mùi hôi thối kia lại sọc lên, khiến hắn muốn nôn ọe một lần nữa. Mày sao vậy sao? Lũ hỏi lớn, hắn thấy vậy thì quay sang hỏi lại. Ê lũ, mày có nghe cái mùi gì thôi thối không? Lũ khịt khịt cái mũi rồi lắc đầu. Tao có nghe mùi gì đâu? Sang nhổ một cục nước bọt rồi lắc đầu. Mùi như cái mùi xác thối mà mày không nghe thế hả? Toàn nói thêm gì đó thì tiếng thằng nhỏ từ đâu đi về. Tay sách tay mang mấy cái bọc đen đen. Nó thấy hai thằng bạn mình đang đứng trước nhà nhưng không thèm ở hử gì. Cứ thế đi thẳng vào trong. Lũ gọi với theo. Nhỏ! Nhỏ! Chúng số tối nay nhậu chứ mày? Hú! Này! Hú! Lúc này nhỏ khựng lại rồi từ từ quay lại khuôn mặt nó thẫn thở không chút cảm xúc đôi mắt nó nổi cơn đỏ nhìn hai thằng mà giọng có vẻ mệt mỏi ờ ừ, về đi tối tao gọi nói đoạn nó quay lưng đi thẳng vào trong nhưng sang vừa trông thấy đôi mắt của nhỏ thì thoáng có chút ớn lạnh nhưng không hiểu tại sao muốn hỏi thêm gì đó nhưng cái mùi hôi thối kia càng lúc càng nặng khiến cho hắn phải quay người chạy về nhà Lúc này nhỏ đi thẳng vào trong, đưa mắt đỡ đẫn nhìn xung quanh rồi đóng sầm cửa lại. Nó từ từ dùng băng keo dán hết tất cả những kẽ hở trong phòng. Sau đó thì trải một tấm vải đỏ ra giường, đặt chậu cây ngải ở giữa. Rồi nó lại lôi trong túi ni lông đen ra một cái đầu chó còn tươi sống. Hai mắt con chó bị thui, hàm răng nhe ra cùng với cái lưỡi thẻ lè. Nó lại lấy ra thêm một cái bọc máu chó tươi rồi đổ ra cái chén lớn, thắp mấy nén hương rồi gắm thẳng vào chậu cây. Hai mắt nhỏ từ từ thổ lộ ra bên ngoài, sau lại ngồi chắp bằng nhìn thẳng vào cái đầu chó kia. Cái mùi khói hương bốc lên mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt quỷ kia lại xuất hiện bên trên cái thân cây. Nó nhẹn miệng với mấy cái nanh mà cười lên khanh khách. Được, xem ra mày cũng biết điều. Tao sẽ giúp mày. Lúc này nhỏ như bị ai đó điều khiển, nó đưa tay kéo bứt cái lưỡi chó ra Rồi bỏ vào miệng mình nhai ngấu nghiến Hai mắt rực lên đỏ chót Nó ăn ngấu nghiến ngon lành Như đã lâu không được cho ăn Vừa ăn Tay kia vừa bưng chén máu chó lên uống ừng ực một hơi hết nửa chén Rồi đổ hết nửa chén máu kia vào gốc cây Chỉ thấy cái cây run lên bẩn bật Rồi tỏa ra một làn khói đen Bao trùm lấy hết khuôn mặt thằng nhỏ Đang nhốm đầy máu chó tắm Ngọc trở về nhà thì nghe được mùi máu tanh tưởi thoang thoảng quanh gian nhà mình đưa mũi khịt khịt người xem nó thoát ra từ đâu đi loanh quanh một lúc thì mới phát hiện cái mùi khó chịu kia bốc ra từ phòng thẳng con trai mình toàn đẩy cánh cửa bước vào thì đẩy mãi cánh cửa cũng không mở được nhìn kỹ lại thì thấy đã khóa chặt bên trong bà im lặng một hồi mới đưa tay lẽ Có mấy tiếng nhưng không có động tính gì bên trong Tiếp tục có mấy tiếng nữa vẫn không nghe thấy gì. Cố đưa tay đẩy mạnh vào thì có giọng nói từ bên trong vọng ra. Ai đấy? Nhỏ hả? Mày làm gì trong đó mà má có cửa mày không nghe? Tôi say rồi, để tôi ngủ. Tám Ngọc liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường thì thấy mới có bảy giờ tối. Nhưng lạ một cái là khác với những lần trước nhỏ say xỉn rồi về quậy phá xóm làng, lần này lại chui vào phòng yên lặng đi ngủ. Nghĩ là vậy, nhưng bà cũng mừng thầm vì cho rằng nhỏ đã thay tâm đổi tính, ngoan ngoãn làm ăn, không có quậy phá nữa. Lúc này bà cũng quên luôn cái việc mình đang muốn làm là tìm mùi tanh của máu kia ở đâu ra, bà chỉ lo cười cười rồi nói vọng vào. "Ờ, thôi say rồi thì ngủ đi con, đừng có quậy phá xóm làng làm má mừng rồi." Nói đoạn, bà quay người đi thẳng xuống nhà dưới. Khuôn mặt thằng nhỏ trong phòng lúc này có vẻ hoảng hốt, khác xa với lúc trước. Từ lúc nó uống tô máu chó thì đã thay đổi. Trên tay nó cầm tô chén đầy máu ẩn ực đổ vào trong miệng. Lúc sau, nó vội chụp lấy cái áo mà lau sạch vết máu trên mặt. Rồi vội vàng ôm đầu chó bỏ vào cái túi đen, rồi cột chặt lại. Khuôn mặt nó hiện lên vẻ kinh sợ. Hai mắt không còn nổi cơn đỏ như trước. Nó đưa mắt nhìn chậu cây mà run run Thật ra quý ròm cũng không biết cái thứ kia là gì Chỉ là tình cờ cho một lần đi mua ma túy Thì nghe đồng bọn truyền tay nhau rằng Cái cây ấy của một lão cỏ đất đặt trong nhà cúng kính kỹ lắm Lão ta ăn nên làm ra cũng là nhờ vào cái cây ấy Quý ròm nghe được thì khoái chí Nên đã lén vào trộm cái cây ấy mang về Nhưng hắn sợ chưa giàu Đã bị phát hiện bắt vào tù Nên mới đưa nó cho nhỏ Trước là để tránh liên lụy Sau là nếu như nó giúp nhỏ giàu thật Thì hắn sẽ bắt nhỏ chia cho mình tiền Chắc hẳn có tiền Để mua ma túy về chơi Cái âm mưu của quý ròm Nó còn thâm độc hơn thứ gì trên đời này Lúc này nhỏ đun rẩy nhìn cái cây Rồi nuốt nước bọt Đưa tay thọc vào túi Rồi móc ra một sấp tiền toàn là tờ 500 Mà hắn vừa mới trúng số Nhìn đi nhìn lại cũng không nhớ rằng Mình đã đánh số gì mà lại chúng lớn đến như vậy. Cả ngày nay, đầu óc nó như có thêm một kẻ khác điều khiển, cứ lúc tỉnh, lúc mê, lúc quên, lúc nhớ. Nhỏ ngồi tựa lưng vào vách tường mà châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Nó đang chậm tư nghĩ về cái việc tối qua khi thấy mình đang từ từ đưa cái dao mà cứa bứt đầu người phụ nữ kia. Nó run run mà đi tới gần chậu cây muốn đưa tay làm gì đó, nhưng lại đụt tay lại vì lo sợ. Nó đi tới đi lui Thở ngắn thở dài Mà cố lấy lại bình tĩnh Mọi hành động của hắn ở bên trong Đang bị hai con mắt bên ngoài Theo dõi nhất cử nhất động Hai con mắt ấy không ai khác chính là Sang Hắn đang đứng bên ngoài Lén lút đưa cặp mắt nhìn vào trong Trên mũi hắn nhét ký Hai cục bông còn tầm ít dầu gió Để ngăn cái mùi thối kia sọc vào ngay từ đầu Sang đã nghi ngờ cái mùi không sạch sẽ kia, chắc chắn là có vấn đề gì đó không ổn cho lắm hắn hỏi đi hỏi lại lũ nhưng nó không ngửi thấy thì lại càng chắc chắn hơn lúc đầu chỉ muốn đi sang tìm xem cái mùi kia là thứ gì nhưng lại nghe phải cái tiếng động lạ từ bên trong phát ra hắn đưa mắt vào nhìn thì thấy một cái đầu chó và một chén máu tươi đang đặt trên bàn kèm theo đó là những hành động kỳ lạ của nhỏ im lặng mà quan sát bên trong thì hắn cả kinh khi thấy thằng nhỏ từ từ tiến về phía chậu cây nó nhắm chặt mắt rồi đưa tay Sới hết đất bên trong ra Lúc này tim nhỏ đập thình thịch Tại nó sới một lúc Thì chạm vào một thứ gì đó mềm mềm Nhỏ điếng người Mặt thụt tay lại Rồi bước ra xa mấy bước Nó quay đi quay lại Đưa ánh mắt nhìn xung quanh Trong dáng vẻ sợ sệt Tôi cũng từ từ bước tới lại gần Ghé đôi mắt vào trong mà nhìn Thì thấy có gì đó đen đen đang nhô ra Nó run run tay mà cầm lấy Rồi kéo cái đó lên cái đầu của người đàn bà kia từ từ được kéo lên khỏi cái chậu lúc này sang bên ngoài Tìm nó đã đập lên thình thịch vì từ khi nhỏ bắt đầu xới đất thì mùi thối lại bốc lên ngày một nặng nhỏ chết điếng khi trong tay mình là một cái đầu người theo quán tính nó lại quay tròn cái đầu lại phía mình để nhìn cho rõ mặt càng há hốc mồm hơn khi thấy trên khuôn mặt người đàn bà trắng bệch được vẽ đầy bùa chú da thịt đang thối giữa dần ra nó vội ném cái đầu sang một bên rồi ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo máu chó khi nấy nó uống vào bao nhiêu thì bây giờ lại thốc ra hết bấy nhiêu thấy mình nôn ra toàn máu tươi thì lại càng kinh hãi mà phía bên ngoài sang cũng chết điếng khi cái đầu người đàn bà kia lăn mấy vòng rồi quay mặt hướng về phía hắn thấy khuôn mặt đầy bùa chú thì hắn nhận ra ngay đó là cái đầu của người dưới ngôi mộ mà hắn đang canh giữ đang chằm chằm quan sát thì cái đầu kia bất thình lình ở mở to mắt nhìn thẳng vào hắn cái miệng bà ta từ từ mà nhoẹn lên rồi nở một nụ cười quái dị với hắn quá kinh hãi hắn té nhào ra sau vô thức thốt lên biết mình lỡ lời hắn vội đưa tay bịt chặt miệng bên trong nhỏ nghe thấy tiếng động bên ngoài thì giật mình vội lao tới bắt lấy cái đầu mà nhanh tay chôn vào trong chậu sau đó vội vàng tung cửa chạy ra ngoài. Lúc này Sang biết mình đã bị phát hiện thì ba chân bốn cẳng phóng thẳng về nhà. Hắn không dám đóng cửa mạnh mà vội lao thẳng ra cửa sau, vợ như đang quét dọn mấy ngôi mộ sau nhà. Nhỏ tới đó, đứng quan sát tìm xem kẻ nào bên ngoài. Nhưng tuyệt nhiên mắt hắn không thấy gì ngoài cái màu đen tối mù mịt. Xếp chặt tay mà tức giận Hắn hậm hực đi vào trong đưa mắt nhìn qua ngôi nhà Rồi vung chân đá mạnh vào cánh cửa rầm lên một tiếng Khiến bà Tám đang lùi hụi giặt đồ ở sau hè Cũng giật mình mà chạy lên Thấy con mình vừa quay lưng vào phòng rồi đóng chặt cửa Thì bà lại hỏi Có chuyện gì đó mày? Không có gì Tôi đi đái vô tình đá trúng cánh cửa thôi Tám Ngọc cũng chỉ lắc đầu Rồi cũng đi về ra sau hè Khi hắn vừa bước vào trong phòng thì giật mình khi thấy một bóng người đàn ông cao lớn đen kịt đang đứng quay lưng về phía nó. trên tay ông ta cầm cái đầu kia mà ngắm nghía. thấy vậy nhỏ kinh hãi lắp bắp. Ờ, ông ở, ông. lúc này người đàn ông kia quay phát lại. nhỏ vừa trông thấy thì đái ra quần vì khuôn mặt lão ta rất dị hợm. một bên nửa khuôn mặt đã bị hoại tử lộ rõ ra xương trắng. Bên kia thì sần sùi như bị mụn cóc Lão nhách mép Tôi đưa cái đầu lên trên trước mặt nhỏ Rồi nói Cầm lấy, tao đã làm phép xong Từ nay về sau Nó sẽ giúp cho mày muốn gì được đó Muốn tiền, có tiền Muốn vàng, có vàng Nhỏ đun đẩy Không dám tiến lại gần Thấy vậy, lão ta lại lên tiếng Cơ hội của mày đấy Còn không dám bước tới Thì suốt đời Mày chỉ sống trong cảnh khốn khó nghèo khổ kẻ khinh người chê Mày không nhìn thấy những ánh mắt rẻ biểu khinh khi của người khác Khi nhìn thấy mày hả? À? <laughs> Nào, khi mày có tiền Mày sẽ lấy lại sĩ diện Mày có tiền rồi thì thiên hạ sẽ phải nể phục kính trọng mày Lời nói của lão ta như có thứ gì đó khiến cho đầu óc thằng nhỏ mê muội. Lúc này trong đầu nó xuất hiện những ánh mắt khinh khi, những lời nói chế giễu nhưng cô gái đã từ chối tình yêu của nó chỉ vì nó nghèo. Những lần hát hội của đám bạn khi nó không có tiền, càng nghĩ thì trong lòng nó càng sôi sục lên những dục vọng khác. Nó nghĩ mình cần phải có tiền, cần phải có tiền để lấy lại những gì đã mất từ sĩ diện cho đến tình yêu. Hai mắt nhỏ hoa đi lúc nào không biết, trong đầu chỉ quanh quẩn những câu nói dụ dỗ ngon ngọt rằng nó phải có tiền để thoát khỏi cảnh nghèo khó khổ cực như một ma lực nào đó hấp dẫn nó, khiến nó từ từ tiến tới, đưa tay cầm lấy cái đầu người kia. Lúc này lão quỷ kia mới nhách mép rồi lên tiếng. <laughs> Với một điều kiện, ta muốn lấy cặp mắt của người mà mày yêu quý nhất. <laughs> Khuôn mặt thằng nhỏ đờ đẫn, nó chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi ôm chặt cái đầu người vào trong mình, rồi vuốt về. Được, chỉ cần có tiền là được, chỉ cần có tiền là được, có tiền là được. Nói đoạn, cái bóng kia vội biến mất. Nhỏ lúc này đặt cái đầu người kia xuống bên dưới cầm giường. Hắn nghẹn miệng cười cười dường như thần trí đã bị con quỷ kia hút đi phần nào. Nó cầm lấy sắp tiền trong tay, hít lấy một hơi. À... Rồi chúng mày sẽ phải nhìn tao bằng một con mắt khác. Nói đoạn nó đi tới ôm lấy cái đầu chó Rồi cho vào cái túi đen Ôm lên trên tay Đem theo đi nhanh ra bên ngoài Nhỏ không nói không rằng Mà mang cái đầu chó kia lại chỗ những thằng bạn nghiện của nó Mà đánh chén no nê Lúc này Sang từ trong nhà len lén đi ra Hắn đưa mắt quan sát theo bóng lưng của nhỏ Thì mờ mờ ảo ảo Như thấy một làn khói đen đang đeo bám sau lưng nhỏ Hắn liếc mắt nghĩ một lúc Toàn đi qua nhà nhỏ thì khựng lại Trước mắt hắn lại là những hồn ma đang lợn vợn trong xóm Thoáng chốc hắn lạnh gáy Ra cả nổi khắp người Rồi dùng mình một cái Lúc này hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó Thì xuất hiện một cái bóng trắng Từ đâu lướt nhanh tới Chụp lấy tay hắn Giật mình nhìn lại thì thấy là thằng hợi Nó không nói không rằng Chỉ đưa tay chỉ chỉ ra hướng nghĩa địa Sang không hiểu nó có ý gì Liền hỏi lại Chuyện gì vậy hợi À mà chú có chuyện muốn hỏi mày đây Lúc này thằng hợi chỉ lắc lắc cái đầu Rồi nó chỉ tay về hướng cái huyệt lần trước Sau đó thì lập tức biến mất Hắn đưa mắt nhìn về hướng cái huyệt Thì thấy có hai bóng người nam Đang từ từ tiến lại gần Ý mày nói hai người kia hả hợi Hắn quay sang thì không thấy hợi đâu Chỉ biết thở dài một hơi khổ sở Vì từ khi đôi mắt hắn nhìn thấy được oan hồn Thì lại vướng vào đủ chuyện trên đời Đôi lúc hắn ngồi nói chuyện với mấy hồn ma đang lợn vợn trong xóm thì có người nhìn thấy. Nhưng người ta chỉ thấy hắn ngồi nói chuyện cười đùa một mình lại cho rằng hắn bị xét đánh đến mức hóa điên. Nghĩ đoạn, hắn từ từ đi về hướng Nghĩa Trang. Cái huyệt kia đã được lấp đất và đang được xây phần mộ phía trên. Hắn tiến tới lại gần, muốn hỏi hai người kia là ai, thì có thứ gì đó giữ chân của hắn lại mà không cho đi tiếp. Lúc này quay sang Thì thấy hợi đang giữ chặt lấy chân hắn níu lại Đã giấu cho hắn im lặng ngồi xuống Nghe phòng phanh hai kẻ kia đang bàn tán gì đó với nhau Này Thầy chắc chắn làm được không Hả Được Cậu cứ yên tâm Việc này cứ để tôi lo Nói đoạn Một trong hai người kia mặc trên người bộ áo vàng Lôi trong người ra mấy cây đinh màu đỏ Rồi hỉ hục đóng sâu xuống dưới nấm mộ người còn lại thì run lên bẩn bật đôi mắt không ngừng ngó nghiêng sợ sệt tên kia khi vừa chôn mấy cái đinh xuống thì lập tức rải một ít báu chó xung quanh sau hắn lại đứng múa múa một vài động tác rồi chôn kèm một thứ gì đó ở trước tấm bia hắn quay sang nhếch mép rồi lên tiếng xong yên tâm tôi đã chấn yểm cho cái vòng kia mãi mãi không rời khỏi nơi này thấy tên kia lập tức rút ra một sấp tiền rồi dúi vào tay hắn Sau đó thì kêu hắn đi ra ngoài trước Người còn lại thì quỳ sụp xuống trước ngôi mộ Rồi chắp tay thành khẩn Má thả cho con nhà má Mà ai bảo má không chịu giao bớt tài sản cho con Mà lại ủy quyền thừa kế cho chị hai Con là con trai Con phải hưởng hết chứ má Thế tình con cũng không muốn giết má À không Chỉ là vô tình thôi Chứ con không phải cố ý giết má cũng nhờ cái dấu vân tay của má mà giờ đây con được thừa hưởng hết toàn bộ tài sản mà má để lại Mà yên nghỉ nha má Con về đây Nói đoạn hắn cuốn lại ba cái rồi đứng dậy phủi mông mà bỏ đi Nghe đoạn hắn khấn trước ngôi mộ Sang phần nào hiểu ra Tên kia là con trai của người đàn bà đang nằm bên dưới Sang ngẫm nghĩ rồi thốt lên trời Má nè, cái thứ xúc xình, Vì tài sản mà giết cả mẹ mình rồi lại còn chấn không cho bà ta về nhà nữa Sao lại có cái loại xúc sinh như vậy được chứ Nói đoạn hắn đứng bật dậy Ánh mắt hẳn học nhìn theo thằng con trai bất hiếu kia Mà chửi thầm một lần nữa Tao muốn mẹ tao hiện về trong giấc mơ Gặp tao còn không được Vậy mà cái loại mày Lại đi giết mẹ mình Tổ cha mày Tao phá chấn yểm cho bà về bạc bóc cổ chết mẹ mày đi Nói đoạn hắn đi tới ngôi mộ để đưa tay đào bới đất lên lấy mấy cái đinh kia ra. Hắn liếc mắt thì nhận ra ngay những cây đinh này được ngâm qua máu chó. Rồi hắn lập tức cào hết những chỗ đất bị máu chó kia thấm vào. Sau một lúc thì hậm hực ném mấy cái đinh kia đi thật xa. Lúc này hồn ma của thằng Hợi mới xuất hiện mà níu tay hắn. Chú Sang Hắn quay lại thì nhìn thấy Hợi lập tức lên tiếng đáp. Hợi hả? Có phải mày kêu chú tới đây là vì chuyện này không? Hợi khẽ gật đầu rồi lên tiếng nói tiếp. Bà này không phải như chú thấy trong mơ đâu. Lần trước con bị bà ta bắt về là do trong xóm mình có xuất hiện một con quỷ ngải. Bà ta thấy nó được một người đàn ông đưa về gần đây. Bà sợ tụi vong nhi bị con quỷ kia hại nên mới tới làm vậy. À chưa hết, bà còn nói với con bà bị vẽ đầy bùa chú không phải là chấn thành trùng gì hết. Do người con trai kia sợ mẹ mình về ám Nên mới nhờ người vẽ bùa vậy đó Sang nghe thì càng căm phẫn tên con trai kia hơn Nhưng chợt nhớ ra điều gì Thì Sang hỏi lại Mà trong xóm mình có quỷ ngại hả hỡi Còn biết nó ở đâu không Hình dạng nó ra làm sao Hỡi không nói không rằng Chỉ đưa tay chỉ thẳng về ngôi nhà của thằng nhỏ Hắn đưa mắt nhìn theo một lúc Thì hỏi lại Nhà cô Tám hả hỡi Lúc này Sang quay lại thì không thấy hỡi đâu Hắn kêu lớn mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời Thì thở dài một hơi Rồi chật lưỡi mà đi thẳng về nhà Đứng ngó nghiêng một lúc Thì thấy bà Tám từ sau hè đi lên Hắn ra hiệu mà gọi lớn Tám, Tám ơi Con nè Tám Tám ngọc nhau mắt nhìn ra ngoài Thì thấy Sang đang gọi mình Bà cũng đi ra rồi lên tiếng Chị đó Sang Khuya rồi không ngủ đi kêu Tám có chuyện gì hả tám ngọc bước ngang qua phòng của con trai mình thì nghe thoang thoảng cái mùi hôi bà khịt khịt mũi rồi đưa mắt mà ngó nghiêng phía bên kia sang liên tục kêu lớn thì bà cũng vội mà đi ra mà hỏi tám đây mày kêu gì mà kêu dữ vậy lúc này hắn liền chạy nhanh ra rồi kéo tay tám ngọc vào trong nhà mình hắn nhìn bên ngoài ngó nghiêng rồi lại hỏi nhỏ tám còn có chuyện này tám muốn nghe không Thấy vẻ mặt của hắn, Tám Ngọc cũng tò mò mà hỏi lại. Chuyện gì? Lúc này hắn thở dài không biết nói sao. Dường đôi mắt của mình nhìn về hướng nhà của Tám Ngọc rồi run run. Tám biết con mới mở được con mắt âm dương có đúng không? Ờ, có chuyện gì? Mày làm tao hồi hộp quá. Sao? Chuyện gì nói lẹ đi. Lúc này hắn im lặng một lúc rồi tường thuật lại mọi chuyện từ khi hắn nhìn lén phòng thằng nhỏ qua mấy cái lỗ tôn Rồi lại những lời mà thằng Hợi kể lại Nghe qua thì Tám Ngọc trợn mắt Có vẻ tức giận mà chỉ tay vào mặt hắn Ê, có thì nói không có thì thôi nghe chưa mày con tao nó nhậu nhạt quậy phá thiệt Chứ không có làm mấy cái chuyện đó đâu nghe chưa Mày đừng có bịa chuyện mà nói con tao như vậy Tổ mẹ mày ra Nói đoạn Bà quay người mà đi thẳng về nhà Hắn với theo mà nói mấy câu Tám, tám tin con đi tám bộ tám không nghe cái mùi hôi kia hả tám tin gì mà tin tao không nói chuyện với mày nữa cái thứ khủng thứ điên nói đoạn bà đi thẳng vào trong mà không thèm nhìn lại Chợt đi ngang qua cái phòng của nhỏ thì cái mùi tanh tưởi kia lại thoang thoảng phát ra bà dừng lại mà đưa mắt nhìn vào trong dường như đang suy nghĩ về những lời của sang vừa nói lúc nãy hởi đầu mà tin lời cái thằng điên đó nói đoạn bà đi thẳng ra cái võng đằng sau nhà mà nằm đung đưa bà mở đài radio lên nghe cho đỡ buồn nằm liêm diêm con mắt một lúc thì cái đài bỗng nhiên rè rè lên mấy tiếng bà đưa tay đập đập mấy cái vì tưởng nó bị chạm gì trong đó bộp 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 e à. một âm thanh chói tai khiến bà giật mình mà ngồi bật dậy xách cái máy lên mà đập mạnh một cái nữa thì lập tức nó tắt lịm đi Vỗ vỗ mấy cái nhưng không thấy nó phản ứng gì thì chật lưỡi. Mẹ nó, lại tốn tiền đi sửa nữa rồi. Nói đoạn bà đặt nó xuống thì âm thanh rẻ rẻ kia lại phát lên. Quay sang mà chỉnh cái cần anten một lúc thì có tiếng gió phát ra từ bên trong. Tưởng đã dỏ lại được chương trình lúc nãy thì bà nằm xuống, rồi nhịp nhịp chân. Lúc này một giọng nói rợn rợn rè rè của một người đàn bà phát ra từ loa đài. Trả đầu lại cho tao Trả đầu lại cho tao Gió lạnh từ đâu thổi đến những tán cây vang lên xào xạc Tiếng ếch dế bóng chốc im lặng Để nhường chỗ cho giọng nói kia Tám ngọc giật mình ngồi bật dậy Đưa mắt nhìn những ngôi mộ xung quanh Mà chớp mắt liên tục Ai vậy? Bà thốt lên hỏi Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cọt kẹt Của cành cây sen vào trong gió trong bóng đêm mờ ảo Cuốn theo những làn khói lượn lờ Quanh mấy căn mộ phảng phất Làm bà có chút ớn lạnh Quay đi ngoảnh lại Thì thấy cái đài đã nằm trên võng từ lúc nào Nó rè rè rồi phát ra tiếng khóc thốt thít Tám ngọc run run tay mà cầm lấy cái đài Rồi đưa lên tay mình Tim bà đập lên thỉnh thịch Tay cầm cái đài thì run lên từng nhịp Bất chợt một giọng nói của người đàn bà khàn khàn Lại vang lên Sao lại chặt đầu tao Rầm Tám Ngọc vung tay ném mạnh cái đài vào một ngôi mộ Đánh rầm một tiếng Rồi đứng bật dậy khỏi cái võng Chân bà bước qua khỏi võng mà vấp liền mấy cái Vừa quay lưng đang định chạy Thì Tám Ngọc chết điếng Toàn thân bất động Vì đứng từ sau hè nhà bà Có thể nhìn thẳng ra bao quát toàn bộ cái nghĩa trang bên dưới Lúc này trước mắt bà là bóng trắng đang bước đi với hai cái tay đang đưa ra trước mỏ mẫm. Từng bước từng bước đi quanh khắp nghĩa trang. Bà như không tin vào mắt mình. Tuổi già sức yếu đã lâu, mắt cũng đã kém dần, nhìn mọi thứ không còn rõ như trước. Nhưng sau lần này, bà thấy rõ như đang đứng rất gần. Cái bóng trắng kia không có đầu, thân thể nó đang xoay người mà hướng về phía bà. Đang chết chân nhìn cái bóng trắng kia có tiếng phát ra từ loa đài. Đầu tao đâu, đầu tao đâu. Lập tức bà Tám ba chân bốn càng mà chạy thẳng vào trong nhà Đóng cửa thật mạnh Mà ôm ngực thở hồn hển Khuôn mặt tái mét của bà cắt không còn giọt máu nào Sống ở đây đã lâu Ma quỷ đã thấy qua nhiều Nhưng lần này nó lại phát ra từ cái đài của mình Lại còn chứng kiến cảnh hồn ma không đầu Khiến Tám Ngọc kinh hái Mà không tin vào những gì mình vừa vào phải Ngồi bệt xuống dưới đất mà thở gấp từng hơi theo kinh nghiệm bà sống bao nhiêu năm ở cái khu gò mã này Thì khi gặp phải ma quỷ Thì chỉ cần rửa mặt bằng nước tiểu sẽ hết Nghĩ là làm Bà ngay lập tức tiểu vào cái ô lớn Rồi run run đưa tay nhúng vào Rồi dùng nó mà rửa mặt Đang liên tục hắt nước tiểu lên mặt Thì chợt có tiếng bước chân đang tiến lại gần Giật mình kinh hãi rồi chạy nhanh ra trước Thấy trong nhà không có ai Nhưng tiếng bước chân kia cứ vang vọng đâu đó ló cái đầu ra cửa nhìn trái nhìn phải thì chết điếng khi thấy từ đầu ngõ một thân xác không đầu đang mò mẫm mà bước từng bước chập chững tiến vào trong xóm tám ngọc như chết điếng bà chắc chắn rằng cái thứ kia đang tìm tới mình vội đưa tay đóng chặt cửa chính lại rồi kéo mấy cái ghế tới mà chặn lại tiếng bước chân ngày một gió hơn tiến lại gần huỵch 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 bên ngoài cái thân xác siêu kẹo ấy cứ từ từ mà đi đến gần hơn Tám Ngọc vội chạy xuống dưới bếp rồi ôm hẳn cái ô nước tiểu vừa rồi lên mà liên tục rửa mặt, chống ngực thình thịch vang lên. Tay chân run lẩy bẩy, gió từ đằng sau nhà rít lên từng hồi, khiến cánh cửa sau liên tục dập ra dập vào vang lên từng tiếng rầm rầm. Lúc này bà ngồi bệt xuống sàn mà im lặng chờ đợi, thì chợt rầm rầm, tiếng động lớn phát ra từ cửa chính khiến Tám Ngọc giật bắn mình mà lao tới, ngồi sát vào cái bàn thờ Mà run run nhìn về hướng cửa Rầm 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 Tám Ngọc kinh hãi không dám thốt lên nửa lời Lúc này giọng nói của thằng nhỏ vang lên Bà già, mở cửa cho tôi coi Bà già Nghe tới tiếng thằng con mình Tám Ngọc với thở vào nhẹ nhõm Nhưng chân vẫn run run không có dám bước tới Tiếng động bên ngoài lại vang lên Mở cửa coi Bà run run đi tới gần hơn Cất tiếng hỏi Nhỏ, 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 hả con Bên ngoài im thiên thít không một lời nào đáp lại Tám Ngọc đợi một lúc không thấy ai trả lời Thì lên tiếng hỏi thêm một lần nữa Đợi mãi vẫn không thấy trả lời Thì run run mà ghé sát người hé mắt nhìn qua kẽ hở của hai cánh cửa cái cảnh tượng bên ngoài khiến bà phải há hốc tẻ ra quần thêm một lần nữa Thứ bên ngoài đứng trước cửa là một cái xác trên người Mặc một bộ áo tẩm liệm không đầu Máu và dịch vàng từ cái cổ không ngừng tuôn ra ngoài Thấm hết vào trong cái áo Lúc này từ cổ họng nó phát ra giọng nói của thằng nhỏ Bà già, mở cửa cho tôi Nó càng ngày càng dí sát người vào trong cánh cửa Chợt rầm rầm, tiếng đập cửa lại vang lên dữ dội hơn cái xác hết đập rồi lại giật mạnh khiến cánh cửa như muốn bung ra ngoài tám ngọc thấy vậy thì đưa tay níu cánh cửa lại sang sang cứu tám con ơi cứu tám con ơi bà kêu gào từng tiếng nhưng dường như sang không hề nghe thấy hai bên lại giằng co dữ dội một lúc thì ầm hai cánh cửa bị giật mạnh bật ra bên ngoài lúc này tám ngọc chết đến người mà đứng im thiên thiết hai mắt nhướng lên nhưng tuyệt nhiên bên ngoài lúc này chỉ là màn đêm u tối cái sắc không đầu kê đập biến đi đâu mất đứng như trời trồng một lúc thì bà run run nước chân ra khỏi cửa đưa ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh thì tiếng kêu của một con mèo từ đâu phát ra khiến bà giật bắn mình đưa mắt nhìn xuống thì một con mèo đen đang đứng dưới chân mình lúc nào không hay đưa chân hất nó sang một bên thì phập con mèo đen hát to cái miệng mà cắn mạnh vào chân bà khiến tám ngọc loạn trạng mà ngã nhào ra đất con mèo đen cứ thế mà gặm chặt vào cái chân mà kéo giật ra ngoài một giọng nói quỷ dị vang lên trả cái đầu cho tao trả đầu cho tao tám ngọc với tay chụp lấy cánh cửa mà thét lên thật lớn vùng chân đạp liên tục vào con mèo Phía bên kia sang nghe tiếng thét thì lao ra ngoài Thấy Tám Ngọc đang nằm vùng vẫy dưới đất Hai tay đang níu chặt vào cánh cửa Còn chân thì bị con mèo đen kia cắn chặt Lập tức sang lao nhanh tới vùng chân Mà sút mạnh vào con mèo đen Khiến nó kêu lớn Méo một tiếng rồi văng ra xa mà chạy đi mất Lúc này sang ngồi xuống đưa tay vịn lấy Tám Ngọc Thì bà ta hét lớn Không, không, tao không lấy cái đầu nào của mày hết thả tao ra thả tao ra không bà hét lớn mấy câu để ngã xuống đất ngất lịm đi hắn thấy vậy thì hoảng hốt toàn đỡ bà vào trong nhà để nghỉ nhưng cái mùi thối khiến hắn chịu không nổi đành phải khiêng bà đi ngược về nhà mình sang vội đặt bà tám ngọc xuống Rồi hắn lao nhanh ra bên ngoài đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên lại không thấy con mèo lúc nãy đâu vài người hàng xóm nghe tiếng thét thì cũng vội chạy sang mà hỏi han sang ậm ừ mặc kệ lại chỉ thấy bà tám bị một con mèo đen cắn vào chân rồi ngã xuống nền đất và thôi có người thắc mắc mà hỏi lại mày nói sao đó chứ trước tới giờ tao nghe chó cắn chứ ai lại bị mèo cắn bao giờ hắn cũng thắc mắc việc này nhưng không biết phải giải thích ra làm sao chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi cũng thôi ai về nhà nấy lúc này hắn đi vào thì thấy chân bà tám không ngừng tuôn ra máu vội đi xuống bếp cắt nửa trái chanh rồi trả mạnh vào để khử trùng vết thương hắn vừa trả miếng chanh kia vào thì bà tám giật mình mà ngồi bật dậy ôm chặt lấy cái chân mà suýt xoa rồi la lớn những câu từ khó hiểu tao không có lấy đầu của mày tao không lấy đầu của mày không phải tao không phải tao sang thấy vậy thì đưa tay giữ chặt bà tám lại rồi trấn an tám bình tĩnh tám con nè con nè con sang đây tám lúc này bà mới bình tĩnh lại yên lặng để hồn vía bình tâm lại hai mắt hiện lên nỗi sợ tột độ rồi đưa tay nắm chặt lấy tay sang câu tám con ơi còn mà không đầu nó tìm tám con ơi sang lắp bắp hỏi lại m ma m ma m ma không đầu nào bà run run ngồi im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi mới kể lại cái sự việc vừa rồi lúc này vết thương do con mèo đen kia cắn lại từ từ rớm máu ra thấy vậy sang mới lục lọi ra mớ bông băng thuốc đỏ mà băng cái chân bà lại sau đó thì lại hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng tám thấy thiệt hả tám đưa tay đánh mạnh vào người hắn bà tám cản giọng tổ cha mày Ủa mày không thấy tao sợ muốn chết điếng hả? Hắn cười cười rồi đáp Vậy tám tin những gì con kể chưa? Tin cái gì? À, à ừ, chuyện đó, chuyện đó Bà liếc mắt một lúc rồi thở dài à, Chuyện ma không đầu thì tao tin rồi đó Còn cái chuyện kia, chuyện kia Hắn lúc đầu đang ngồi chờ đợi câu trả lời từ bà, thì chợt bà thở dài ngán ngầm. À, ta không có tin, còn tao không có làm mấy cái chuyện đó đâu. Nói đoạn bà quay người, rồi đi từng bước khó khăn đi ra ngoài cửa. Thấy bóng thằng con trai đang đi siêu siêu quẹo quẹo từ đầu xóm, bà chật lưỡi mà chửi. Cái thằng trời đánh đó lại ăn nhậu ở đâu về rồi? Sang từ bên trong đi ra, đỡ đôi mắt nghi ngờ mà nhìn nhỏ. Lúc này nó vừa đi tới thì quay sang nhìn hai người rồi lên tiếng. Giờ này không phải ngủ hả bà già? <laughs> Nói đoạn nó đi thẳng vào trong nhà rồi chui luôn vào trong phòng đóng cửa kín mít. Bên này tám ngọc thở dài rồi từ từ đi về. Hắn chậm chậm nhìn vào căn nhà đang bốc lên mùi hôi thối khó chịu vô cùng. Hắn lên tiếng. Tám, tám, ừ, có chuyện gì nhớ kêu lên nha tám. Tội cha mày, bộ muốn tao bị ma nhát nữa hả? Ngủ đi. Thằng nhỏ về rồi, tao chắc cũng không sao. Nói đoạn bà cũng đi về nhà mình rồi đóng sầm cánh cửa lại. Lúc này sang vội sức dầu gió, đầy mũi mình rồi rón rén từng bước đi sang đó đưa hai mắt lén nhìn vào phòng thằng nhỏ. Hắn đứng cả buổi trời mà không xem thêm được thứ gì. Chỉ thấy thằng nhỏ nằm vật ra trên cái giường mà ngáy khò khò. Thảo dài một hơi rồi quay người đi về linh tính hánh mắt bảo rằng bên trong ngôi nhà đó chắc chắn phải có thứ gì đó trong màn đêm u tối ở nghĩa trang một bóng ma không đầu đang ngồi vắt vẻo trên một ngôi mộ mới xây vừa khóc vừa cười từng tiếng ai oán trong đêm tám ngọc nằm chằn chọc cả đêm mà không tài nào ngủ được đầu bà liên tục nghĩ về sự việc vừa rồi lại thêm cái cảnh kinh dị khi trông thấy cái xác không đồ với cái cậu bầy nhảy đang đứng đập cửa nhà mình lăn qua lăn lại một lúc trên tấm phản cố ru mình vào giấc ngủ nhưng đêm nay lại tỉnh vô cùng hai mắt cứ thao láo không muốn nhắm lại ngồi bật dậy rồi bật lửa châm điếu thuốc đít một hơi dài làn khói trắng mờ mờ ảo ảo phả ra trước mặt chợt lúc này có tiếng bước chân từ trong phòng thằng nhỏ vang lên cộp bà liếc mắt nhìn thì tưởng chừng như nhỏ tỉnh giấc đi tới đi lui trong phòng cũng không nghĩ gì nhiều bà lại ung dung ngồi hút thuốc người ta thường bảo thuốc lá có hại cho sức khỏe chứ đối với người như tám ngọc thì thuốc lá là người bạn tâm sự duy nhất của bà trong cái làn khói trắng những chuyện buồn vui lại từ từ ùa về đang mải chìm trong những ký ức ấy thì chợt có tiếng nói chuyện xù xì vang lên khiến tám ngọc gật mình Bà liếc mắt rồi cố lắng tay nghe thử Thì phát hiện cái giọng nói kia phát ra từ bên trong căn phòng của nhỏ Bà im lặng một lúc để nghe xem Thì nhận ra đây là giọng nói của một người đàn ông Nhưng người này nói gì thì bà không tài nào nghe được Tưởng rằng nhỏ đang nói với ai Thì bà lên tiếng Nhỏ, chứ mày nói chuyện với ai đó con Lúc này cái tiếng sủ xỉ kia im bặt Bà chặt lưỡi rồi ném rủi điếu thuốc đi Mà nằm xuống lại cái phản Vừa đặt cái lưng xuống Thì phải ngồi bật dậy Vì cái tiếng nói kia lại vang lên Cái tiếng nói thì thầm ấy Giống như hai người Đang to nhỏ nói xấu chuyện gì đó Tiếng nói phát lên đã đành Tiếng bước chân lại vang lên Bột bột Lúc này bà đi tới đưa tay Gõ gõ vào cánh cửa Cột cột Nhỏ Khi bà vừa gõ lên mấy tiếng Thì giọng nói bên trong cũng ngay lập tức im bặt đi Tiếng bước chân cũng không còn nữa Mọi thứ lại im lặng không một chút động tĩnh. Lúc này Bà quay người muốn rời đi Thì cái tiếng thầm thì bên trong lại vang lên Tiếng bước chân đi qua đi lại trong căn phòng Lại tiếp diễn Một cơn gió lạnh từ đâu thổi nhẹ qua so ót Tóc cái dựng đứng hết cả lên Một luồng điện từ đâu Chạy dọc khắp sống lưng Cảm giác ớn lạnh ập tới Khiến cho hai chân bà run lên bần bật. Lúc này bà từ từ quay lại Nhẹ nhàng ké sát tay mình vào cánh cửa Để nghe cho rõ Nhưng cái tiếng sủ xì kia nó vẫn cứ văng vẳng Và cho dù có cố gắng đến mấy Thì cũng không nghe rõ được Bà cảm giác như tiếng bước chân kia Đang tiến lại gần cánh cửa Khuôn mặt bà bắt đầu căng thẳng dần lên Hai mắt hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ Chống ngực vang lên từng tiếng thình thịch Lúc này bà nhắm mắt thở một hơi dài Rồi ghé đôi mắt mình vào một cái ké hở mà nhìn vào trong với tầm nhìn hạn chế Bà từ từ quan sát mọi thứ bên trong rất bừa bộn Đưa đôi mắt vào nhìn qua lại Thì chợt bà dừng tầm mắt của mình Ngay cái chậu cây lạ nằm trong phòng nhỏ Bà cố nhìn xem thật kỹ Nhưng không biết loại cây kia là gì Nhưng thoáng hoảng hốt khi nhận ra Bên dưới gốc cây là mấy cây nhang đang cháy dở Bà đến người nhớ lại những lời mà Sang nói lúc nãy Khiến bà càng kinh hãi hơn Nhỏ, Nhỏ Mày ra đây má bảo Nhỏ Bà không ngừng đập cửa rầm rầm để kêu thằng nhỏ ra hỏi cho ta nhé Cái chậu cây kia từ đâu mà có Rồi lại còn thắp nhang bên dưới gốc cây Bà vừa đập vừa kêu lớn một lúc nhưng không thấy nhỏ trả lời Bà thở lên từng hơi mệt nhọc Rồi ghé sát con mắt vào nhìn một lần nữa Vừa quan sát bà vừa gọi tên con mình Nhỏ Nhỏ nhưng chợt bà chết điếm khi phát hiện ra rằng Trên cái giường tre trống trơn Căn phòng chỉ toàn là đồ đạc ném lung tung Chứ không hề có ai Vậy cái thằng lúc nấy là ai? Chẳng phải tận mắt bà chứng kiến thằng con mình đã bước vào nhà rồi hay sao? Nó còn quay lại hỏi bà thêm một câu nữa mà Lúc này bà giật bắn mình Rồi tép bật xuống sàn nhà Bỏ lùi ra sau mà kinh hãi hét lớn lên Thì từ bên trong bất thỉnh lình cánh cửa bật ra Bà làm gì mà la dữ vậy bà già, Không cho ai ngủ hết vậy Có chuyện gì Không hiểu sao vừa nhìn thấy nhỏ Thì bà kinh hãi hơn Đưa tay đun đun mà chỉ về phía nhỏ mày, mày 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 Tôi sao bà già Nửa đêm nửa hôm bà la cái gì vậy Hả Tôi say tôi không quậy thì thôi chưa bà quậy cái gì Hả Tám Ngọc lắp lắp nói không lên lời M mày 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 ở đâu nãy giờ mày ở đâu nhỏ chợt lưỡi trả lời với khuôn mặt khó chịu thì tôi ở trong này chứ đâu nửa đêm nửa hôm mà trời nói đoạn nó quay vào rồi đóng cửa rầm một cái thật mạnh tám ngọc lúc này cũng kinh hãi mà leo lên cái phàng rồi chùm chăn kín mít bà nằm mà tay chân run lên bần bật khuôn mặt tái mét không dám hé mắt ra khỏi chăn Lúc này nhỏ nằm vật ra Tiếp tục chìm vào cơn mơ Hắn thấy mình đang sung sướng Sống trong một ngôi nhà lớn Một người đàn ông lạ mặt từ đâu Mang đến cho nó rất nhiều tiền vàng Bất chợt Cái đầu người đàn bà bên dưới cầm giường Từ từ lăn ra Hai mắt bà ta đỏ ngầu ngầu Nhìn xung quanh Sau đó thì hãy lên trên giường Mà thủ thể từng con số vào tay nhỏ Một đêm thật dài trôi qua Tám Ngọc cũng mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Ánh mặt trời lại ló dạng, nhỏ từ trong phòng bước ra, hai mắt nó nổi đầy gân máu đỏ. Khuôn mặt đỡ đẫn như bị ai hút hồn. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi lôi ra một cái bịch đen. Bên trong chứa đầy kim tiêm và những lọ ma túy. Nó cười cười rồi gói chúng lại thật gọn gàng. Cầm trên tay sắp tiền mà hít hà rồi nhớ lại đêm qua cái đầu người kia đã nói gì với hắn quay lưng khóa cái cửa thật chặt rồi bước ra ngoài với ánh mắt đờ đẫn nhưng lại thoát lên cái vẻ hung hãn hắn liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm lên tiếng cứ cái đà này ta sẽ giàu nhất cái xóm này <laughs> lúc đó ta cũng đéo muốn sống trong cái xóm mồ mả này nữa đâu <laughs> nói đoạn hắn quay người bỏ đi ngày nào cũng thế khi nó mở mắt ra thì ngay lập tức tìm đến đám bạn hút chích của nó hôm nào có đồ thì chết sớm hôm nào không có thì đi làm kiếm ít đồng rồi tụ tập lại mà phê pha tắm ngọc giật mình thức giấc thì thấy trời đã sáng nắng đã rọi thẳng vào trong ngồi bật dậy ngáp một cái rồi thất thần nghĩ lại cái chuyện đêm qua mà rùng mình nhưng chính vì cái chuyện ấy kèm theo lời sang nói khiến cho bà càng thêm tò mò vội đứng bật dậy nhìn xem xung quanh thằng nhỏ đã đi chưa thấy cánh cửa khóa ngoài thì bà chắc chắn nó đã đi ra ngoài rồi. Lúc này bà tiến tới gần thì mới nghe được cái mùi hôi thối kia sọc vào mũi. Vội đưa tay bịt chặt mũi mà muốn nôn ẹ ra. Tay còn lại đưa ra mà mở cái khóa. Nhưng phát hiện thằng nhỏ đã mua một cái ổ khóa khác về thay. Bà lúc này đứng cách xa ra một đoạn mà ngẫm nghĩ. Sao lại thối thế này? Không lẽ lời thằng Sang là thật? Nói đoạn bà đi ra nhà sau rồi kiếm đâu được cái xà beng mà đem vào dùng hết sức bình sinh mà phá cái khóa kia rớt ra ngoài càng ngay lập tức bà vung tay đẩy mạnh cánh cửa vào trong khi cánh cửa vừa được đẩy vào thì cái mùi thối lập tức thoát ra ngoài rồi sộc mạnh vào trong mũi khiến bà phải ôm lấy bụng mà nôn thốc nôn tháo ra lập tức quay người mà chạy tới cái phản chụp lấy một cái khăn được quấn chặt phần mũi trở xuống dường như nhiều đó vẫn chưa đổ bà với lấy chai dầu xanh rồi đổ thật nhiều lên cái khăn rồi quấn lên trên mũi. Chỉ có cách này mới giảm được cái mùi hôi thối kia xộc vào mũi. Bà từ từ mà bước vào trong, thấy mọi thứ trong phòng thằng nhỏ bừa bộn cả lên, quần áo, chén bát, nhang đèn nằm vương vãi khắp sàn nhà. Lúc này, bà chợt nhìn thấy có vài vệt máu đã khô sầm màu. Từng bước từng bước mà tiến đi tới gần hơn với cái chậu cây. Tim bà lại đập lên thình thịch rón rén từng bước nhỏ tiến lại gần run run mà cầm lấy cái chậu cây mà ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui đưa lên mũi mà ngửi ngửi thì bà lại ném cái chậu cây ấy sang một bên mùi thối không phải phát ra từ thứ này lúc này bà tiến lại gần cái giường tre mùi thối kia ngày một nặng đưa mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm nhưng không phát hiện được điều gì lúc này có tiếng bột 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 bộ vang lên dưới chân bà đưa mắt nhìn xuống thì chợt thấy có thứ gì đó đang nằm dưới gầm giường cúi sát người xuống dưới thì thấy một vật tròn tròn đen đen đang nằm bên dưới ngó nghiêng xung quanh rồi lại đưa tay mà lôi cái thứ kia ra cái thứ nặng nặng phát ra cái mùi thối như xác chết xộc qua lớp khăn tầm dầu mà chạy thẳng vào mũi khiến bà khó chịu khuôn mặt bà nhăn lại lúc này tay bà mới từ từ quay cái thứ kia lại thì vừa phát hiện ra thứ mình cầm trên tay là một cái đầu người đang trong quá trình phân hủy máu thịt bê bết lúc nhúc đầy rồi bỏ bà té bịch xuống đất mà thất thần kinh hãi lúc này cả người bà lại run lên bần bật hai mắt chằm chằm nhìn vào cái đầu thì bất ngờ hai con mắt nó mở chừng ra nhìn bà cái miệng lo lúc nhúc những con ròi béo ngậy cũng đang từ từ nở một nụ cười quỷ dị nhìn bà quá kinh hãi bà hét toáng lên Vừa quay người định chạy ra ngoài Thì bốp Cái xà beng từ đâu đập mạnh vào đầu như trời giáng Khiến bà ngã nhào ra trước Đầu từ từ mà rướm ra máu tươi Bà choáng váng một lúc Thì thất kinh hồn vía khi nhìn thấy thằng nhỏ Đang chừng chừng hai con mắt đầy gân đỏ Mà nghiến răng nghiến lợi nhìn bà Thấy trên tay nó đang cầm cái xà beng Mà chỉ thẳng về hướng mình Tám Ngọc nói lớn Mày, mày, Mày đánh má hả nhỏ Mày Lúc này nhỏ càng giọng Ai cho bà vào đây Hả Giọng nói mang đầy sự giận dữ căm phẫn Nó trưởng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà Lúc này tám ngọc run run Chỉ thẳng tay vào mặt nhỏ Mày 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 dám làm ra cái chuyện này hả Mày Mày dám chặt đầu cái xác kia hả Mày Mày Nhỏ liếc mắt sang nhìn cái đầu rồi đưa ánh mắt hung dữ mà chằm chằm nhìn về tám ngọc thì sao ai cho bà vào đây tôi hỏi lần cuối ai cho bà vào đây tám ngọc không quan tâm tới lời nó nói bà chỉ run run nhìn cái đầu rồi nhìn cái chậu cây kia mà càn giọng mày 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 làm bùa làm ngại gì đúng không thằng chó kia ai dạy mày ai dạy mày hả mày 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 mà không dẹp mấy cái thứ này Thì tao Thì tao Thì sao Bà định làm gì tôi Hả Nhỏ càng nói càng tiến lại gần Tám ngọc thụt lùi sát vào trong vách Rồi chỉ vào mặt nó Tao 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 sẽ nói cho cái xóm này biết Tao báo công an cong cái đầu mày lại Báo công an hả Báo nè Báo nè Nhỏ trợn mắt rồi vung tay đập mạnh cái xà beng vào đầu tám ngọc bốp bốp Báo hả? Báo đi! Báo đi! Báo nè! Nó như điên như xài liên tiếp vung xà beng đập mạnh vào đầu bà Cho đến khi cái đầu nứt toạc ra Tám ngọc trừng mắt mà giật lên mấy cái rồi chết trong tức tưởi. Bà chết trong tay của thằng con ruột thịt do chính mình mang nặng đẻ đau Thấy vậy nhỏ vẫn chưa dịu dừng tay lại Nó trợn mắt rồi méo cái miệng sang một bên tiếp tục vung xà beng đập Báo nè! Dám cản đường làm giàu của tôi hả? cản nè cản tôi nè đập liên tục hai mươi mấy cái thì nhỏ ném cái xà beng sang một bên nó lật xác mẹ mình ra rồi chừng chừng hai mắt mà càn rộng khuôn mặt nó hiện lên một thứ gì đó của loại ác quỷ muốn mang chuyện tôi làm bùa ra ngoài hả vậy để tôi lấy bà làm bùa luôn nè nói đoạn nó đưa tay móc hai con mắt của tám ngọc ra hai ngón tay thô bạo của hắn chọc mạnh vào trong mắt phật nó luồn hai ngón tay vào hốc mắt rồi nảy mạnh Khiến cho từng sợi gân máu bên trong Lần lượt bứt ra hết Sau đó thì dùng lực Mà móc hai con người bỏ ra ngoài Lúc này hai con người xính đầy máu tươi nóng hổi Đang nằm gọn trong lòng bàn tay nó <laughs> Tôi móc mắt bà coi thử Bà còn dám tò mò không <laughs> Rồi dứt lời Nó đặt hai con mắt kia bên dưới gốc cây thắp lên mấy cây nhang mà khấn vái một lúc rồi gắm thẳng chân nhang và hai con mắt kia phập một thứ nước màu sẫm từ đó chạy ra ngoài thấm hết vào trong đất lúc này nó mới quay sang lầm bầm mà chửi còn định đi đều rao chuyện tôi làm bùa hả tôi cắt lưới bà thử bà nói được không dứt lời nó với lấy cái dao nhọn rồi thọc vào trong miệng mẹ mình mà cắt bứt cái lưới ta rồi moi lấy nó ra bên ngoài nó điên dài mà cười lớn <cười> Bà nói đi Nói nữa tôi xem Nó loạn choạng đứng dậy Đi thẳng ra sau hè đào một cái hố thật lớn Sau đó thì ngó nghiêng không thấy ai Thì khiêng cái sắc tám ngọc Còn đang ấm hơi kia Ném thẳng xuống dưới Cái thằng nghịch tử ấy Lại báo hiếu cho mẹ mình bằng cách lấp đất lên trên Rồi kéo cái quần mình xuống Mà đái lên cái khoảng đất vừa rồi Đái xong nó còn phun một bãi nước bọt lên trên Mà lằng nhằng trời Tội nghèo của bà đó bà già <laughs> Nói đoạn Nó quay lưng đi vào tắm rửa sạch sẽ Những thứ dơ bẩn trên người Rồi ung dung đi ra ngoài Mà khóa chặt cửa chính lại Sau đó thì bước đi Như chưa có chuyện gì xảy ra Sang đứng bên nhà mình Nhìn theo bóng lưng của nhỏ Mà lòng gợn lên một cảm giác ớn lạnh khó tả Hắn linh cảm rằng Có chuyện gì đó bất an sắp xảy đến với mình Đi ra đi vào thấp thỏm lo âu Đang tính đi sang nhà nhỏ để gọi bà tám hỏi chuyện. Nhưng lần này hắn dường như không dám đến gần. Cái mùi hôi thối kia hôm nay nó tỏa ra tới trước cửa nhà hắn. Sang đi thẳng vào trong nhà lấy chai xịt phòng ra mà xịt tứ tung ở trước cửa, mong ngăn được cái mùi hôi thối kia. Sang, xịt gì dữ vậy mày? Hắn quay lại thì thấy lũ đang đi tới. Chưa kịp để hắn trả lời thì lũ lại lên tiếng. Này, chuyện kia sao rồi? Hắn chặt lưỡi rồi kéo lũ vào trong Hắn ngó nghiêng bên ngoài một lúc rồi mới lên tiếng Muốn chết hả? Là gì to vậy? Chuyện đó tao có chút manh mối À, thế nào nhỉ? Mẹ nó chứ Lũ thấy hắn cứ ấp úng thì hỏi dồn liên tiếp mấy câu Hắn suy nghĩ gì đó thì lại thở dài Thôi, chuyện này mày để tao lo À, cái huyệt kia người nhà bà ấy tới xây lên hết rồi Thôi việc này để tao, mày cứ yên tâm Nói đoạn không để lũ trả lời Hắn đi ra ngoài rồi bảo có việc đóng cửa mà đi đâu mất hút Lũ đứng đó chật lưỡi khó hiểu rồi cũng quay người bỏ đi Hắn đi lần la khắp xóm trên làng bên Thì vô tình gặp được một vài người đang ngồi đánh cờ trong quán cà phê ven đường Cờ tướng lại là cái môn hắn thích nên làm sao mà bỏ lỡ được Đi tới trụm đầu vào xem một lúc thì hắn nghe có mấy người bạn bên đang ngồi kể chuyện ma quỷ Hắn lắng nghe một lúc thì nghe họ nhắc tới chuyện chơi ngài. Lúc này hắn nhanh chóng kéo lùi cái ghế lại một tí để lắng tai mà nghe cho rõ. Sau mấy câu chuyện của những người kia kể thì hắn bán tín bán nghi rằng thằng nhỏ đang nuôi ngài trong nhà. Hắn ngồi nghe thêm một lúc thì câu chuyện kia cũng đến hồi kết. Liếc nhìn trời đã dần về chiều thì hắn cũng đành quay về. Trời sáng nay đang nắng muốn bể đầu nhưng chiều nay lại kéo rông lớn tới mà gầm vang những tiếng sấm. Hắn nghe tiếng sấm thì bắt đầu hoang mang lo sợ. Nghĩ lại thì cái số hắn vẫn là cái số trời đánh, nhưng lần trước bị đánh một lần lại không chết. Hắn nghĩ rằng lần này thiên lôi sẽ tìm đến hắn một lần nữa, vội chạy thật nhanh về nhà để làm cái việc mà suốt bao nhiêu năm qua hắn vẫn làm. Nhưng đến đoạn nghĩa trang khổng học thì hắn nhận ra có thứ gì đó không đúng. Trời bắt đầu nhá nhem tối, hắn cứ cắm đầu mà chạy, nhưng có chạy cách mấy cũng quay về trước cái nghĩa trang kia ba lần bốn lần đều như thế hắn đứng lại mà thở hồng hộc trên trời mây đen kéo tới bao trùm hết bầu trời rộng lớn sấm lớn cũng từ từ rền vang khắp bốn phương tứ hướng đôi mắt hắn hiện lên một nỗi lo sợ tột cùng nhưng dường như hắn vẫn đang mắc kẹt tại nơi này đưa mắt nhìn đi nhìn lại thì thấy mình đang đứng trước nghĩa trang ngực hắn bỗng nhiên nhói liên tục Hai mắt hắn nhòe đi một lúc Thì phát hiện có thứ gì đó đang che hai mắt mình lại Đưa tay chụp lấy cái thứ kia mà cỡ ra Thì thấy trên tay mình đang cầm Là hai cái bàn tay chỉ còn lại xương trắng Hắn hoảng hốt buông hai cái thứ kia ra Rồi quay lại kinh hãi Khi nhận ra thứ đằng sau Là một bộ xương trắng toát Nó nghiêng cái đầu nhìn hắn Rồi cười lên khẳng khắc Lúc này lại có thêm tiếng cười xung quanh hắn quét mắt thì thấy những oan hồn chết đường thân thể bị cán nát bét máu thịt vương vãi khắp nơi đang từ từ bỏ tới chỗ hắn chúng chừng chừng mắt rồi nghe cái hàm răng lởm chởm dính đầy máu tươi của mình ra mà cười khẳng khặc khoái chí một con quỷ từ trên cây với hai con mắt sâu khoái khuôn mặt thì bị mất hết nửa phần dưới đang nhìn chằm chằm vào hắn lúc này hắn điếng người tim đập lên thình thịch bọn oan hồn kia cứ từ từ mà tiến lại gần hắn Lúc này hắn dùng hết sức bình sinh mà quay người vắt chân lên cổ mà cắm đầu chạy. Vừa chạy, hắn liên tục niệm câu chú mà hắn được dạy từ lúc nhỏ. Om Mani Padme Hum. Vừa chạy hắn vừa niệm liên tục, hai mắt hắn nhắm nghiền không dám mở ra nhìn đường. Đầu đó hắn nghe một vài giọng nói căm phẫn của bọn vong hồn. Thằng chó, dám phá chuyện bọn tao hả? Dám phá tao hả? Lần sau tao bắt được tao bẻ cặp giò mày hắn lúc này không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đến trước cửa nhà thì đứng lại mà thở hổn hển vội đẩy cửa bước vào rồi khóa chặt bên trong lại hắn ngồi xổm ra nền mà thở gấp từng hơi lúc này trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt sấm chớp nổi lên khiến hắn giật bắn mình ngay lập tức lao nhanh xuống bếp rồi múc một tô cơm đầy lên đặt giữa nhà cứ thế hắn ngồi bóc từng hạt cơm bỏ vào miệng Đến bây giờ hắn vẫn tin vào việc đó Cái việc mà người ta thường truyền miệng nhau rằng Trời đánh tránh bữa ăn Hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác Giữa việc ngồi ăn từng hạt cơm Và chết Thì có lẽ ai cũng biết được câu trả lời Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một to Sấm vang lên từng tiếng Như muốn xé bầu trời kia ra làm hai Hắn ngồi trong nhà Mà nhìn ra ngoài Chờ tới thằng nhỏ đi đâu về Tại nó cầm một cái túi sách lớn hắn ngó nghiêng nhưng nhỏ đi vào rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Hắn tò mò về cái thứ kia, muốn lao qua mà nhìn trộm vào bên trong, nhưng ngạt nỗi hắn sợ trời đánh. Phía bên kia nhỏ trở về với một túi sách đầy tiền, nó mở cái túi ra mà ôm lấy đống tiền cười lớn. Hắn chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy. Quay sang đặt một ít đồ lễ trước chậu ngài mà cúng kính, nó nhoẹn miệng mà cười cười đổi cái mạng của bà lấy lại cuộc sống giàu có của tôi thì cũng đáng mà bà già <laughs> nói đoạn nó đi tới ôm lấy cái đầu người đàn bà kia mà âu yếm như ôm con mình hắn vuốt ve mái tóc rồi đặt một nụ hôn lên trán bà ta đêm nay lại đọc số đề cho ta nhé hóa ra cái đầu kia đêm nào cũng thì thầm những con số vào tai nó những con số ấy hắn tất tay chưa bao giờ thua Nghĩ đoạn chỉ trong thời gian ngắn Thì nó sẽ giàu nhất cái xóm này Mà nó lại cười lên như điên, như dại Trời đổ mưa ngày một lớn Sấm cứ thế mà nổ vang từng tiếng Con lần sang còn tưởng chừng như trời sập không bằng Đang ngồi ăn từng hạt cơm Thì một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng Hắn giật mình cả kinh khi thấy một bóng người không đầu Đang đưa hai cánh tay mỏ mẫm mà đi tới Đưa ánh mắt nhìn thì nhận ra người kia chính là người đàn bà bị chặt mất đầu hắn lúc này mới có dịp nhìn kỹ hơn cái thứ kia bà ta mặc trên người một bộ áo liệm cái cổ thì máu thịt bê bết máu mủ theo dòng nước mưa mà chạy dọc hết lưng bà ta lúc này chỉ hắn biết người đàn bà kia đang đi tìm đầu của mình hắn run run muốn đưa tay đóng cửa lại nhưng rồi phải khựng lại Hắn trông thấy người đàn bà ấy siêu quẹo một lúc rồi đứng im trước cửa nhà thằng nhỏ. Người đàn bà không đầu ấy cứ đứng mãi ở đó, không tới cũng không lui. Hắn lén lén nấp vào một bên mà quan sát, chẳng mấy chốc mà hai mắt hắn nhòe đi rồi lại ngủ gật lúc nào không biết. Đến khi giật mình thì thấy trời đã sáng. Trong đầu hắn lại có thêm những điều nghi vấn khác. Đưa đôi mắt nhìn trời thì thấy hôm nay trời âm u mà mưa dầm hắn thở dài rồi đi vào nằm vật ra giường. Trời mưa dầm kiểu này thì làm ăn con mẹ gì nữa. Cứ thế mấy ngày liền trôi qua, thằng nhỏ liên tục trúng số với số tiền cực kỳ lớn. Ngày qua ngày nó chìm đắm trong cơn phê ma túy, nhưng nó không biết rằng mười đầu ngón tay và mười đầu ngón chân của nó đang đen kịt lại và có dấu hiệu thối rữa. Sang mấy hôm liền, đều thấy người đàn bà không đầu đứng trước cửa nhà nhỏ nhưng đến một hôm sang nằm chiêm bao Thì thấy chính mình đang đứng cạnh bà ta Người đàn bà không đầu không nói không rằng Cứ đứng chỉ tay vào bên trong Hắn muốn bước chân đi vào Nhưng có thế lực nào đó cản hắn lại Lúc này một cơn gió lạnh lạnh thổi tới Tiếng đít từng kẻ lá khiến hắn nổi da gà Chờ từ bên trong một bóng trắng khác xuất hiện Hắn trợn tròn mắt khi nhận ra cái bóng kia là bà Tám Ngọc Càng kinh hái hơn khi thấy tám ngọc xuất hiện với cái đầu bị đập nứt toác hai mắt thì trống giống không có con người thân thể thì nát bét như bị thứ gì đó đập mạnh vào hắn hoảng hốt mà hét lớn tám 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 sao vậy tám vội lao người vào trong nhưng người đàn bà kia vương cánh tay ra chụp lấy nếu hắn lại lúc này cái bóng của tám ngọc cũng từ từ biến mất vào trong hắn kêu gào nhưng dường như là vô vọng lúc này một tiếng chu vang lên khiến hắn và cả người đàn bà kia giật bắn mình. Quay sang thì thấy ba con chó đen to lớn với hai đôi mắt đỏ chót đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ba con chó gầm gừ hung dữ, người đàn bà kia trông thấy ba con chó ấy thì lập tức biến mất. Lúc này, một trong ba con chó lao tới rồi nhảy phóng vào trong ngôi nhà. Hắn thấy vậy thì toang lao theo, nhưng con chó kia quay lại gầm gừ rồi sủa lên một tiếng khiến hắn giật mình tỉnh giấc toàn thân ướt đẫm mồ hôi chân tay hắn run lên bần bật vội ngồi bật dậy mà ngẫm nghĩ về cái giấc mơ vừa rồi hắn chợt nhớ đến đã không thấy bà tám suốt mấy ngày nay rồi một cảm giác bất an trong lòng hắn kéo tới nhưng hắn vẫn mong mọi chuyện chỉ là giấc mơ toàn đi sang kêu bà tám thì thấy căn nhà mấy hôm nay lúc nào cũng khóa chặt cửa bên ngoài thằng nhỏ thì sáng ra lại đi đến tối lại xách một cái túi mang về Hắn hoang mang không biết phải làm sao Đi hỏi những người trong xóm Thì họ cũng bảo không thấy bà Tám mấy ngày nay rồi Hắn lại cảm thấy lo lắng bất an hơn Hắn đứng nhìn căn nhà rồi bạm môi mà liều một phen Tầm bông còn đầy dầu gió rồi canh lúc không có ai Hắn lẹn vào nhà bà Tám từ đằng sau quịch hắn nhảy một cú từ bên ngoài rồi tiếp đất vào bên trong Cái mùi thối lần này lại bốc lên khiến hắn phải đưa tay nhét bông còn thẳng vào hai cái lỗ mũi Mới giảm bớt đi phần nào Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai ở nhà. Đồ đạc nằm vương vãi khắp nơi. Bước từng bước nhẹ nhàng đi vào bên trong. Chân hắn đi qua một khoảng đất thì có cảm giác mềm mềm như muốn sụp xuống. Hắn quay lại nhìn nhưng không để ý gì nhiều vì cho rằng trời đang đổ mưa nên đất bị sốt. Lén lén từng bước thật chậm mà đi vào trong. Đưa mắt quan sát xung quanh thì hắn giật mình khi thấy trên sàn nhà có vài vết máu đỏ sậm. Hắn đun đun ngồi xuống đưa tay chà chà thì nhận ra vết máu kia đã khô từ rất lâu hắn lại rón rén đi khắp căn nhà để tìm chậu cây ngài chợt hắn nhận ra cánh cửa phòng của nhỏ đang được khóa chặt nhớ lại những gì mình trông thấy qua mấy cái lỗ tôn hắn lập tức lao tới rồi ghé mắt vào mà nhìn thấy cái chậu cây kia đang đặt trên một cái bàn nhỏ những cây nhang đang cháy dở mùi thối từ bên trong bốc ra khiến hắn nôn oe xoay tới xoay lui hắn không tìm được thứ gì để mở cái ổ khóa kia Bỗng một thứ ánh sáng lóe lên khiến hắn chú ý Đi nhanh tới mà khều khều cái vật kia Thì hắn lôi được ra cuộn dây thép còn mới bóng Hắn cười khẩy <laughs> Trời giúp ta Hắn bẻ một cọng thép rồi rón rén dùng cái tài lẻ của mình Mà mở được cài khóa bung ra Hắn từ từ đẩy cánh cửa vào trong Vừa bước vào thì chết điếng khi đập thẳng vào mắt hắn Là cái đầu người đàn bà đang nằm hướng mặt ra cửa những con giỏi bọ lúc nhúc đang ăn đi những mảnh da thịt Hắn kinh hãi mà á khẩu Chân hắn run lên bần bật Bên ngoài mưa mới lúc một lớn Sấm đánh đoàn một tiếng thật lớn khiến hắn giật bắn mình Quay sang thấy cái chậu cây thì vội bước chân tới Hắn chấu mắt hoảng hốt khi nhận ra bên dưới chậu cây Là hai con mắt đang bị kiến bâu đầy Hắn biết thứ kia là gì Ngay lập tức hắn đưa tay ôm lấy cái chậu cây Mà đập mạnh xuống đất Choảng chậu cây ngải bị hắn đập vỡ ra từng mảnh phía bên kia nhỏ đang trong cơn phê thì giật mình ngồi bật dậy hai mắt nó trợn lên trừng trừng mà gào giọng lên không không là ai là ai nó toàn đứng dậy chạy đi thì bị một tên kéo lại hắn lẻ nhẹ trong cơn phê ê đi đâu gì mày đang phê mà làm bài liều nữa chứ nó trợn mắt không nói không rằng đưa bàn tay với năm ngón tay đen xì xì mà nắm chặt lấy tóc thằng kia rồi giật ngược ra sau khiến nó đau đớn mà la lên oai oái nhỏ nghiến răng rồi trợn mắt nhìn thằng kia tay còn lại của nó thì cầm chặt cái ống kim tiêm mà đâm mạnh vào mắt thằng bạn mình thằng kia đau đớn hét lên đưa tay ôm lấy qua mắt mình nhỏ buông tay rồi quay người chạy thật nhanh trong cơn mưa lúc này sang đã vung tay đập tan nát cái chậu cây ngại kia Hắn như nhớ ra lời những người đã kể cho hắn nghe chuyện về nuôi ngài Ngay lập tức hắn kéo quần xuống và tè lên trên cây ngài Nước tiểu vừa tưới lên thì cái cây bốc khói dữ rồi Một tiếng thét vang lên khiến hắn giật mình Không Rầm rầm hắn nghe có tiếng đập cửa bên ngoài Thì vội vàng ôm lấy cái đầu người rồi nhanh chóng bỏ vào trong cái túi Tay kia với lấy cây ngài mà chạy ra nhà sau so. Tiếng đập cửa ngày một lớn kèm theo tiếng người bên ngoài đang cố mở khóa cửa. Hắn vội quay lại kéo mấy cái bàn rồi thêm mấy cái ghế chặn lại. Rồi lập tức lao như bay ôm lấy hai thứ kia mà chạy ra sau hè. Mở cửa ra là thằng nào? Thằng nào phá chuyện của tao? Ta chặt chân chặt tay chúng mày. Ta móc mắt mày. Nhỏ đứng bên ngoài không ngừng chửi đồng lên. Sang lao ra thì vấp phải thứ gì đó té nhào xuống đất. Quỵt trời mưa như chút xuống khiến cả người hắn ướt như chuột lột vội lồm cồm bò dậy thì thấy một bàn tay của ai đó trồi lên từ dưới lớp đất bùn hắn trợn mắt rồi lắc đầu nguệ nguệ không 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 tám 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 hắn hét lớn rồi lao tới dùng hai tay liên tục mà đào xới đất cánh cửa chính bên ngoài bị thằng nhỏ đạp văng vào trong lúc này sang đã đào hai tay đến bật máu ra cái xác của tám ngọc từ từ hiện lên nước mưa đang giúp rửa sạch những lớp đất bên trên sang trông thấy cái xác bà tám thì càng kích động hắn gào thét đau khổ Tại liên tục đào đất dường như không còn quan tâm đến sự xuất hiện của nhỏ tám 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 ơi bố cây xà beng trong tay nhỏ đập mạnh vào người sang khiến nó ngã lăn ra đất nhỏ càng giọng là mày là mày tao giết mày Sang lập tức bỏ dậy vội lao nhanh đi chỗ khác Bốp Cây xà beng trong tay nhỏ đập mạnh vào một thân cây Sang đứng bật dậy mà hét lớn Thằng chó Mày giết má mày hả Thằng chó đẻ Thằng bất hiếu Nhỏ lúc này như bị ai nhập Nó cười lớn rồi trừng mắt Tao giết luôn mày bây giờ Dứt lời Nó lao tới vùng xà beng đập liên tiếp về phía sang Lao người chạy quanh khắp mấy ngôi mộ Lúc này Sang lao tới húc mạnh vào người nhỏ Ngã lăn xuống đất Sang vùng tay liên tiếp đấm vào mặt thằng nhỏ Thằng chó mày điên rồi Tại sao Tại sao Tại sao mày lại nuôi ngái Tại sao mày giết cô Tám Bốp Cây xà beng đập mạnh vào đầu Sang Khiến hắn choáng váng Bốp một cú đấm như trời giáng từ tay nhỏ Lần nữa đấm mạnh vào mặt Sang Khiến nó ngã lăn sang một bên Nhỏ lồm cồm bỏ dậy vùng cái xà beng lên cao mà đập mạnh vào đầu gối sang sang hét lên trong đau đớn mọi người xung quanh nghe tiếng động la hét thì vội chạy sang thấy cái cảnh trước mắt thì kinh hãi nhỏ quay sang vùng xà beng mà cản giọng hôm nay tao giết hết cái lũ chúng mày cái xóm chó má này dám khinh tao tao giết hết dứt lời nó vùng xà beng một lần nữa đập mạnh vào chân sang bốp lũ thấy vậy thì lao tới can ngăn thì bị nó đập cái xà beng mấy phát mà vội lùi lại người ta trông thấy cái xác bà tám nằm bên dưới rồi cái đầu người lăn lóc kìa thì lớn tiếng hỏi dồn nhỏ mày giết má mày hả nhỏ trời ơi thằng nghịch tử nhỏ quay sang chừng chừng hai con mắt vùng xà beng đâm mạnh vào cái xác bà tám phập rồi nói như thách thức thì sao cái mạng già của bà đổi lại cho ta một cuộc sống giàu sang thì đã làm sao? Sáng lúc này bỏ tới thì nhỏ lại vung xà beng đập mạnh vào đầu nó bốp. Sáng choáng váng đầu óc, máu tươi từ trên đầu từ từ chảy xuống. Lúc này nhỏ vung cái xà beng, toàn đập một gậy đập chết sang thì một con chó đen từ đâu phóng tới phủ lên trên người thằng nhỏ, mặt đè nó xuống. Lập tức hai con chó khác lại lao nhanh tới rồi sủa lên từng tiếng. Chó ăn xác Chó ăn xác Vài người trong xóm hét lớn Con chó to lớn nhất Trong ba con sủa lên mấy tiếng Rồi chừng chừng hai con mắt nhìn vào nhỏ Nhỏ vung tay định đập cái xà beng vào con Thì một con chó há to mồm Mà cắn chặt cái tay nó giữ lại Nó hét lên đau đớn Lúc này con chó lớn kia gầm gừ ánh mắt giận dữ Rồi chu lên một tiếng Sau đó há to mồm Cắn mạnh vào cổ nhỏ Phật cứ thế ba con chó thì nhau cắn xé thân xác thằng nhỏ Chẳng mấy chốc đã thấy nhỏ trợn tròn mắt Mà nghẹo cái đầu sang một bên Con chó to lớn nhất đàn há to miệng Liên tiếp cắn mạnh vào ngực nhỏ Cứ thế chẳng mấy chốc mà nó đã moi quả tim của nhỏ ra bên ngoài Nó cầm quả tim trong miệng rồi gầm gừ Rồi lao người chạy đi mất hút Hai con chó còn lại thấy vậy cũng lao theo sau Toàn bộ những người ở đó kinh hãi Nhưng họ chỉ biết đứng yên như trời trồng người nào người nấy chết điếng há hốc mồm lũ thấy vậy liền chạy tới đỡ sang sang thấy nhỏ bị đám chó ăn mất trái tim thì cũng nghĩ trước tình bạn bè mà đau đớn bỏ tới trên trời một tia sét lớn phóng xuống đánh thẳng vào cái xác thằng nhỏ đoàn ai nấy đều giật mình cả kinh mặt cắt không còn giọt máu liên tiếp là ba bốn tia sét lớn đánh mạnh vào xác thằng nhỏ không chỉ cái xác nó bị cháy đen mà cái ngày kia cũng bị xét đánh cho cháy thành cho cái xác thằng nhỏ bốc khói đen thui cháy khét như sự trừng phạt của thiên lôi dành cho những kẻ nghịch tử bất hiếu rồi cái ngày ấy cũng đã nhanh chóng trôi qua cái đầu người đàn bà cũng trở về với cái xác mà nói gì thì nói dù gì cũng là bạn bè thuở nhỏ thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận sàng với lũ cũng đành ngậm ngùi đào hai cái huyệt rồi ăn táng nhỏ và tám ngọc trong tiếc nuối đau đớn trộn chung lượt với hai cái xác kia còn có một cái đám tang khác sàng liếc nhìn cái gì ảnh thì nhận ra là thằng con trai lần trước tới đây yểm bùa cái mộ của mẹ mình sàng hỏi han thì biết thằng con trai ấy không hiểu vì chuyện gì mà phát điên rồi nhảy từ trên lầu sáu xuống mà tự tự chết sàng nghe qua cũng hiểu chuyện gì đã đến với hắn chợt thở dài rồi quay đi trong im lặng như vậy đấy đời có vay có trả luật nhân quả sẽ không bỏ sót bất cứ một ai trên cõi đời này bất kể tội gì thì tội nhưng khi phạm phải cái tội nghịch tử bất hiếu thì trời đất không dung thứ chân trời góc bể lưới trời lồng lộng khó thoát khỏi được báo ứng hiện đời quý vị thân mến vậy là toàn bộ câu chuyện của tác giả huy rùi tới đây là kết thúc một câu chuyện mà thuận cảm thấy rất là hay về chủ đề nghịch tử bất hiếu Và đây là một cái chủ đề mà được rất nhiều những người tác giả khai thác và Nhưng mà Thuận thấy một điều rằng qua cái ngòi bút của Huy Rùi qua câu chuyện này thì khai thác ở một cái khía cạnh thực sự rất hay Đọc từ đầu tới nửa câu chuyện thì chúng ta vẫn thể chích, bản thân Thuận và thuận nghĩ rằng khán giả thế chưa có thể hình dung được ra là cái câu chuyện này tác giả chọn cái chủ đề chính là về nghịch tử bất hiếu mà cứ nghĩ là nói về chủ đề chính của cái người mà uh, của chàng trai sang ấy là cái người mà bị xét đánh nhưng không cuối cùng tác giả lật vấn đề thực sự rất hấp dẫn rất hay. Uh, thuận cảm thấy rất là yêu thích cái câu chuyện này, không biết quý vị thì sao. Và uh, rất là một cái sự trùng hợp gì đấy khi mà thuận đọc cái câu chuyện này trong cái quá trình mà thuận nghĩ thuận lướt TikTok thì Thuận thấy một cái video Một cái vụ mà nó đang rất là nổi Tại Tây Ninh Người con sinh năm 2002 Giết mẹ Xong rồi móc mắt Rồi chè đầu mẹ ra rồi Mà sự việc có thật ở ngoài đời quý vị nhé Chắc là quý vị cũng đọc báo cũng biết cái sự việc này Nó đang rất là hot trên mạng xã hội Những cái ngày gần đây Và thực sự Thuận cứ Đọc cái thông tin về cái vụ đấy xong không kiểu đọc cái câu chuyện này nữa Kiểu mình bị kiểu ám ảnh thực sự ấy. Tại sao trên đời này có những cái người con người ta khủng khiếp đến như thế nhỉ? Không biết là họ, không biết là nếu như mà theo luật nhân quả thì không biết là cha mẹ họ kiếp trước nợ họ một cái điều gì nó khủng khiếp mà tại sao kiếp này họ lại trả cho cha mẹ một cái điều ác độc tàn nhẫn như thế. thực sự không không thể nói thành lời được với những cái trường hợp này nữa rồi. Chắc chắn rằng đầu óc của họ là có vấn đề, đầu óc của họ bị điên bị khủng thì họ mới dám ra tay làm cái điều như thế Đôi khi mình cắt cổ một con gà thôi Cắt tiết cổ một con gà, một con vịt thôi Mà còn cảm thấy giận tay, còn cảm thấy kinh khủng Chứ đừng nói là đến cái việc là giết người Mà còn giết chính mẹ ruột của mình nữa Thì quả thật đúng là một cái tội ác Mà trời không dung đất không tha Và như lời Phật dạy thì đúng là Tội bất hiếu là một trong những cái tội Nặng nhất trên cái cuộc đời này Và Thuận cho rằng điều đấy rất hoàn toàn đúng Bất hiếu là một cái tội cực kỳ nặng Vô cùng nặng và phải triệt để là là phải phải về nếu về pháp chế của nhà nước thì phải có một hình phạt cực cực kỳ là nặng cho những kẻ bất hiếu đánh đập chửi bới lăng mạ xúc phạm cha mẹ của mình đó và còn về luật nhân quả về tâm linh thì phải đầy xuống 18 tầng địa ngục không cho siêu thoát rồi phải hành hạ những cái hình phạt thật là nặng và là khủng khiếp và làm cái sự răn đe cho con người thì như thế mới không tồn tại những cái trường hợp uh, đau thương con cái bất hiếu giết rồi cha mẹ rồi móc mắt rồi trẻ đầu thậm chí có những người con uh, cha mẹ đau ốm yếu đã không phục vụ tận tình được còn suốt ngày chửi mắng cha mẹ rồi uh, thậm chí đánh đập cha mẹ thuận đã từng chứng kiến một cái cảnh này ngay xảy ra ở ngay cạnh nhà thuận rồi à, ngay bên sát bên cạnh nhà thuận là con con trai chửi mẹ như hát hay chửi rồi đánh mẹ thật sự nó quá là đau lòng và cái, cái cảnh thứ hai mà thuận chứng kiến là 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 con trai kiểu chửi mắng rồi đánh bố rồi thậm chí nhé ông ấy già rồi ông ấy không còn sức để ăn để uh, tự ăn tự uống tự tắm tự vệ sinh được nữa ông cứ ngồi một chỗ vậy đó nằm lì một chỗ vậy thế là đến mùa đông lạnh căm căm trời thì lạnh mà mình ở ngoài bắc mọi người biết được cái thời tiết nó lạnh nó phải đến khoảng chín 10 độ mười mấy độ cái thời đức thuận học cấp 2 mà mang cái áo những cái áo rất là dày rồi mà người còn lạnh căm căm ngô căm á thế mà nó lôi ông ấy ra giữa đường xong bắt đầu để cho ông ngồi lên ghế xong rồi nó xả nó lấy cái vòi nước lạnh nó xả ông ấy nó tắm từ trên đầu nó dội xuống em ơi thuận chứng kiến cái cảnh đấy mà kiểu chảy cả nước mắt nào mà thuận cũng chẳng hiểu là tại sao hàng xóm xung quanh ngày đó không ai vào can hay là người ta nghĩ rằng không về chuyện của nhà mình mà không can thiệp mà thuận thì còn quá bé chỉ ở với mỗi ông bà nội ông bà nội thì già rồi không thể làm gì được còn thuận thì chứng kiến tận mắt cái cảnh đó và đến bây giờ nó vẫn cứ ám ảnh thuận và thuận không nghĩ được một điều rằng là tại sao có người con người ta khủng khiếp nhưng không biết là thời xưa khi con còn bé ông ấy đối xử với cả vợ con như thế nào mà sau khi ông già đi lại đối xử tàn nhẫn như thế thì thuận nghĩ một điều là dù kể cả ông có ngày xưa ông có đối xử không tốt đi chăng nữa thì đến khi ông ấy, đến lúc đấy rồi ông cũng đã phải nằm lì một chỗ rồi coi như là cái nhân quả ông đã gặp phải rồi mà vẫn còn hành hạ ông ấy như thế là phải bạo gan nắm bạo tay nắm một cái người này, cái sự tàn độc của người ta nó, nó kiểu như một cái con người có cái sự nhẫn tâm nó từ bên trong ấy người ta mới có thể hành động như thế được và đến bây giờ nhá, thì cái con người đã phải gặp cái hậu quả rồi cái người con trai mà chửi mẹ đánh mẹ nhé Thì bây giờ đang bị nghiện Đang bị nghiện Và kiểu như vợ con nó cũng ruồng bỏ rồi Rồi sống vất vơ nó Vất vưởng nó không ra sao hết Và thuận tin rồi trước sau gì rồi cũng chết vì nghiện thôi Rồi không thì cũng phải đi tù đi tiếc thôi Chứ không thể nào có cuộc sống tốt sau này được nữa Trừ khi nó nó thay đổi tâm tính Nó cai nghiện được Còn cái người con mà Thuận vừa kể nó Xối nước lên đầu của bố ấy Thì ông này bây giờ ấy, có hai đứa con hai đứa con một trai một gái thì đứa con gái lớn đi tù nói chung hai đứa con nó rất hỗn hào nó rất láo với cả cả, cả cái ông này nó chửi nó cãi băng 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 ở ông này ông rất là dữ nha nhưng đâu có, nó đâu có sợ càng đánh nó nó càng chửi thậm chí bỏ nhà đi xong rồi, đứa con lớn đứa con gái lớn thì đi tù rồi đã phải đi tù vì cái tội gì thì thuận cũng không rõ nhưng mà đứa con thứ hai thì báo cha báo mẹ suốt suốt ngày chơi bời phá phách rồi chơi kiểu chơi bài bài bạc tài xỉu nợ vài trăm triệu Giang hồ đến tận nhà đòi đó nhân quả nó hiện hiện rất ngay đấy là cái hoàn cảnh mà có thật ở xung quanh đời sống mà thuận đã chứng kiến nha nên thuận tin một điều rằng làm điều bất hiếu với cha mẹ thì trước sau cũng nhận lãnh hậu quả thôi ok đấy là tâm trạng và suy nghĩ của thuận sau khi thuận đọc xong cái câu chuyện này không biết quý vị cảm nhận nào hãy bình luận xuống dưới cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dân Đường Quay Âm 12 giờ trưa và 9 giờ tối hàng ngày. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.